án, và sau đó thì là gửi báo cáo. Cái này cái tên các chị, cái tên đúng của mình hơn là thay vì để những cái nickname. À, à, đang đang ghi hình nha các chị nha. Rồi thế thì bây giờ tôi thấy đồng hồ của trên máy tính của thì cũng là 1:35 rồi, thì đúng 5 phút chờ rồi. Vậy thì bây giờ không, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục cái phần ôn tập. Thì nhưng mà trước khi ôn tập thì cho thì hỏi là sáng nay buổi trưa nay các anh chị ăn cơm có ngon miệng không? Ngọc Nữ cười tươi thế, chắc là trưa nay có đủ thời gian ăn trưa rồi phải không? Có đủ tỉnh táo để chiều nay cho 3 tiếng đồng hồ không? Rồi bây giờ thì chúng ta cũng không có cái gì phải áp lực cả, không có gì vội cả, mà cái sự việc mà chúng ta chuẩn bị cái tinh thần tốt nhất cho buổi làm việc á, nó quan trọng không kém là cái việc mà chúng ta cái sự tập trung của các anh chị. Cho nên là thì muốn kiểm tra sự cái sự tập trung của các anh chị đến mức độ nào. À, thì chúng ta khởi động một chút nha. À, thì mời các anh chị chúng ta khởi động một chút. Cái phần khởi động này cũng đơn giản thôi, vui thôi. Đó là các anh chị hãy giải mã những cái câu ngạn ngữ trong tiếng Việt thông qua bằng những cái gọi là cái icon, những cái biểu tượng. À, thông qua những cái biểu tượng. Thì chúng ta có 10 câu ngạn ngữ. Và 10 câu ngạn ngữ đó được diễn tả bằng các cái icon. Và anh chị nào mà giải mã được nhanh nhất và đúng được nhiều nhất thì sẽ nhận, cuối buổi sẽ nhắn cho Tiệp cái số tài khoản để nhận quà. Nghe bắt đầu hấp dẫn rồi đó. Wow. Nghe vừa nhận quà và lại nhắn số tài khoản này, nghe bắt đầu có vẻ hào hứng hơn rồi đó. Nào bây giờ các anh chị Tiệp nhắc lại nha. Tiệp nhắc lại là có 10 cái câu ngạn ngữ tiếng Việt và được thể hiện bằng những cái icon, bằng những cái biểu tượng. Và chúng ta cứ trả lời liên tục cho đến khi tôi nhìn thấy câu có câu trả lời đúng thì Thiệp sẽ nói là đáp án đúng, và chúng ta không 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 trả lời tiếp nhiều vào câu đó nữa. Nào, đây là hình ảnh mà chúng ta sẽ bắt đầu. Và đây là 10 câu ngạn ngữ. Với 10 câu ngạn ngữ này tương ứng với được thể hiện bằng những cái icon, bằng những cái biểu tượng. Và bây giờ thì và cái gì bắt đầu đi ạ. Chúng ta không câu nào mà ngạn ngữ nào mình chưa giải mã ra được thì chúng ta sẽ giải mã những câu khác, chứ không nhất thiết phải là theo trình tự. Câu nào bí thì để đó, giải mã sau. Rồi, cảm ơn Kim Hà, rất nhanh. À, Kim Hà, à, Thanh Vân còn nhanh hơn nữa, nhưng mà Kim Hà thì sau đó. Rồi đúng rồi, Ngọc Nữ. Có, đúng. Đó là cái số 2. Chính xác. Rồi gửi ok. Rồi, chính xác, Minh, đúng rồi. Không, không có nước chảy đá mòn, không có, trong này không có nước chảy đá mòn. Số 5 đúng rồi, số 10 đúng rồi. Có, cái số 5 là đúng rồi đó. Số 5 cho Thúy Kiều với là Thanh Văn là đưa ra đáp án chính xác rồi đó. Như vậy tôi thấy hình như còn 3... còn ba cái câu ngạn ngữ chưa được giải mã, bốn câu ngạn ngữ chưa được giải mã. Rồi đúng rồi, cái số 10 là chỗ Kim Hà giải mã được rồi, cái Kiều cũng đúng rồi, nhưng mà Kim Hà sẽ nhanh hơn. Còn ba đó, còn ba tôi nhớ còn ba bốn. Rồi đúng rồi, Kim Hà chính xác. Kim Hà như là có nhiều câu đúng rồi đó. Tôi nhớ không nhầm là 3. Ngọc Nữ, con câu nào
Còn còn câu số 6 nè, chưa thấy nè, câu số 7 chưa thấy nè. Số 8, 6 7 8. Số 7 8 chưa thấy. Đấy, chín có rồi, chín Kim Hà vừa giải mã xong đó. Rồi, thiếu chưa chính xác nha, anh Vũ Thanh Văn là con hát mẹ khen là chưa 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 hoàn toàn chính xác đâu. Ông hát bà khen hai, không phải bích hợp cái ngạn ngữ, không không phải là ông hát bà khen hai. Ông uống rượu bà khen ngon thì có. Chứ không có ông hát bà khen hai. Cái chỗ mà Thanh Văn đó tham khảo cái một cái từ trong của Đặng Bích Ngọc thì bạn có thể có một cái giải mã chính xác hơn, nghĩa là giải mã gần đúng rồi đó. Rồi, đó là câu số 6, số 7, số 8 chưa thấy ha. Con hát mẹ khen hai đúng rồi. Phải có chữ phải 5 chữ mới đúng ha. Cái ngạn ngữ đó là phải đầy đủ. Nó mới chính xác, còn nó con hát mẹ khen thì chưa chưa đủ đâu. Con hát mẹ vỗ tay không, không phải ngọc nữ à. Con hát mẹ khen hai á. Cái chữ vỗ tay đó là khen á. Khen. Con hát mẹ vỗ tay không phải. Con hát mẹ khen hai là đúng rồi, Bích Ngọc giải mã lần hai là đúng rồi. Rồi, như vậy còn câu 7, câu 8. Đúng rồi, chính xác bạn Minh. Số 7 đó là ba mặt một lời. Như vậy là hình như bạn Minh cũng giải mã được hai hai ngàn ngữ á. Thế còn cái cuối cùng, cái cuối cùng là chưa giải mã đó, hay là số 8 á. Rồi bây giờ các anh bạn nào đúng được và nhanh nhất thì xem lại, rồi vẽ đường hươu chạy ha. À, vẽ đường cho hươu chạy, cho là như hươu, vẽ đường cho hươu chạy đúng rồi. Và mình đã bổ sung vào là chỗ của Thanh Văn là nhanh, đầy đủ hơn, chính xác hơn đó, vẽ đường cho hươu chạy. Rồi như vậy là 10 cái ngạn ngữ, câu ngạn ngữ rất quen thuộc và đã được giải mã xong. Đúng rồi, số 9 lúc nãy một bạn đã giải mã xong rồi. Ở đây là lúc nãy bạn bạn có cái nickname là On, đó là không để ý thôi. Ok, thì các bạn xem thử là mình đúng bao nhiêu nha, mình đúng bao, mình giải mã được được bao nhiêu. Đăng khôi là bây giờ bạn Đăng Khôi tổng hợp lại những câu bạn giải mã được này: 1, 2, 3, 5, 7. Cái cười người nói không phải, không phải, không phải rồi. Vẽ đường giao dài đúng rồi, 8 đúng nè, mèo ngã là 9, 10 đủ trắng tay đen đúng rồi. Như vậy bạn Khôi là chưa giải mã được câu 4, chưa giải mã được câu 5 và câu 7 thì nhầm. À, như vậy là 3. 3. Vậy là đúng được 7. À, nhưng mà lúc nãy thì có nói là những bạn giải mã đúng mà phải nhanh nữa cơ. Thế thì bây giờ chỗ bạn chỗ Đăng Khôi gửi lên thì đúng 7, nhưng mà những cái giải mã đó một số bạn nó giải mã nhanh hơn trước đó nữa, cho nên lại mình lại không được tính là người thắng cuộc nha. Nước đổ lá môn hay nước đổ lá khoai cũng được. Cái số câu số 4 á, số 4 đó là đúng rồi, số 4 hình như chưa. Bây giờ em sẽ anh ở chỗ số 4 đó là chính xác, đó là nước đổ lá môn hoặc là nước đổ lá khoai thì đều được chấp nhận cả. Câu 6 hả? Câu 6 rồi, câu 6 rồi. Câu 6 là mẹ hát à, con hát mẹ khen hai lúc nãy bạn. Để xem nếu bạn nào đã đây nè, Bích Ngọc nè, Bích Ngọc đã thêm chữ hai. Lúc đầu bạn Bích Ngọc nói là con hát mẹ khen thôi á thì chưa chưa được. À, Thanh Vân chưa được. Rồi Bích Ngọc nói là ông hát bà khen hai không phải. Sao Bích Ngọc giải mã lại đầy đủ hơn, đó là con hát mẹ khen hai. Ok, như vậy thì cái phần vừa rồi là chúng ta khởi động ha, với 10 cái câu ngạn ngữ được và biểu hiện để thể hiện bằng những cái icon, bằng những cái biểu tượng. Và bây giờ thì chúng ta đã thấy là những cái câu ngữ này rất quen thuộc mà cũng khá là vui. Cái phần khởi động hôm nay có tính chất là vui vẻ thôi. Còn bạn nào tự giác là tính tự hoặc là tự giác xem thì mình đúng được bao nhiêu và tối đa là và mình nhiều hơn đồng nghiệp của mình bao nhiêu, thì bằng cách là
tự kéo lại cái thanh chat. Bây giờ thì mà ngồi thì tính lại cái thanh chat, kéo lại mất thời gian để chúng ta dành thời gian đó cho cái việc ôn tập, sẽ đem lại cái lợi ích nhiều hơn cho cả 39 anh chị có trong phòng Zoom. Thì buổi sáng hôm nay đó mình đã nói đến đâu rồi nhớ không? Chúng ta nói đến cái phần là các liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và các quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Thì chúng ta nhớ là trong hợp đồng bảo hiểm có một các cái quy định, mà quy định là thuộc về luật nhé, thì gồm có là thứ nhất là hợp đồng bảo hiểm liên quan đến, thứ nhất là cái đặt cái quy định chung, rồi sau đó là phân loại hợp đồng bảo hiểm. Vậy thì các anh chị còn nhớ là có mấy loại hợp đồng bảo hiểm không? Hỏi lại xíu xem thứ buổi trưa ăn cơm xong còn nó còn động được cái gì không trong của buổi tập sáng nay. Mấy á? Có mấy loại hợp đồng bảo hiểm ạ? Và anh chị nào liệt kê nhắc lại con số hợp đồng bảo hiểm và nhớ được các cái loại hợp đồng bảo hiểm thì gõ vào cái số chat. Hoặc là bật mic lên nói cho nhanh. Mình cứ nhắc đi nhắc lại vậy rồi mình sẽ nhớ bài thôi. Chứ nó không khó đâu. Có không ạ? Có, trong phòng Zoom của mình chiều nay thì có những anh chị nào có theo dõi cái phần phân loại hợp đồng bảo hiểm sáng hôm nay. Ồ, 7 ha chị Tám. Đâu nhiều dữ vậy chị? 7 nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ thì đúng, chứ còn 7 hợp đồng bảo hiểm thì không có như 7 loại đó chị. Rồi, cảm ơn anh Sơn. Chắc chắn là anh Sơn nhớ rồi và anh Sơn đưa ra câu trả lời chính xác rồi. 5 loại thôi chị Tám nha. Chị Tám nhớ là 7, nhầm sang cái 7 nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ rồi. 3 thì không phải, 3 không phải. 5 5 loại. 5 loại. Ngọc Nữ có nhớ 5 loại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là những loại nào không Ngọc Nữ ơi? Thấy bạn tham gia cái chương trình khởi động vừa rồi rất là tích cực nha. À, không thấy, chưa thấy con Ngọc Nữ ha. Bây giờ chỗ này xem với bạn ha. Đúng rồi, chỗ Ngọc Nữ nè. Nữ thanh gia rất là tích cực nè. Bích Ngọc đi. Không Ngọc Nữ thì Bích Ngọc. Bích Ngọc còn nhớ, có nhớ là có mấy năm loại hợp đồng bảo hiểm đó thì có đó là những loại nào nhớ không? Tên của nó đó. Một cái loại mà chúng ta sắp tới cung cấp cho khách hàng đó là gì? Cái đó là biết chắc rồi đó. Như vậy giờ còn nhớ 4 loại nữa thôi. Rồi, có lẽ là chúng ta chưa kịp nhớ đúng không? Sáng nay là cuối gần cuối buổi cho nên là không có tập trung lắm, không theo dõi. Loại thứ nhất mà thì vừa mới gợi ý cho các anh chị đó, đó là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Loại hợp đồng thứ hai đó là loại hợp đồng bảo hiểm sức khỏe. Hai rồi nha. Loại thứ ba là loại hợp đồng bảo hiểm tài sản. Thứ tư là loại hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và thứ năm đó là loại hợp đồng bảo hiểm thiệt hại. Đúng rồi. Cảm ơn anh Sơn, anh đã nhắc lại trên cái số chat. Và liên quan đến năm cái loại hợp đồng bảo hiểm thì có đề cập đến đối tượng của từng loại hợp đồng. Bây giờ thì ví dụ ha, cái mà chúng ta dễ nhớ nhất là hợp đồng bảo hiểm tài sản, thì đương nhiên trong bản thân cái tên của loại hợp đồng bảo hiểm nó đã nói đến cái đối tượng rồi. Là gì? Hợp đồng bảo hiểm tài sản thì đó là đối tượng của hợp đồng đó là gì? Đấy, trong cái tên của cái loại hợp đồng đó đã nó đã hàm chứa cái đối tượng rồi, là tài sản, chính xác. Tương tự như vậy, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì đối tượng của nó là, nó có bốn chữ. Nó có bốn chữ trong cái loại hợp đồng á. Đúng rồi, đấy. Như vậy chúng ta thấy là rất dễ nhớ hay chưa? À, tương tự như vậy, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe thì nó có hàm chứa hai chữ và nó thêm hai chữ. Nó hàm chứa hai chữ đó là chữ sức khỏe. Nhưng mà cái đối tượng của nó sức khỏe không là chung chung, mà cái tất nhiên là cái chữ sức khỏe nó hàm ý đến là con người rồi. Cho nên nó thêm hai chữ một cách đầy đủ là sức khỏe con người. Khi mình dùng đã từ sức khỏe thì không thể sức khỏe, tất nhiên là sức khỏe tài chính. Đấy, nhưng mà ở đây muốn nói là bảo hiểm thì là có thể sức khỏe con người.
Rồi báo nhân thọ thì mình sẽ nhớ đến gì? Đó là tuổi thọ, là tính mạng. Như vậy là bốn rồi. Thế còn cái loại thứ năm á, cái loại là bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm thiệt hại á, thì đó là gì? Thiệt hại, những cái thiệt hại trong các cái hợp đồng mà sáng nay thì có ví dụ rồi. À, như vậy chúng ta nhớ được năm cái loại hợp đồng bảo hiểm, thì mở rộng thêm là đối tượng của từng loại hợp đồng bảo hiểm đó. À, cái này hồi sáng nay mình nói rồi, cho nên là kịp nhắc lại cho các anh chị quên thôi. Rồi cái loại thứ hai, cái điểm thứ hai đó là hợp đồng vô hiệu, mình đã nói rồi. À, có 7 trường hợp đó. Bây giờ chúng ta nói tiếp cái mà hồi sáng mình nói để chiều đây nè, đó là hợp đồng là chuyển giao hợp đồng hiểm. À, thế thì khi nói đến chuyển giao á, là bên mua họ sẽ chuyển giao, à, họ có quyền chuyển giao cái hợp đồng đó cho cái người khác. À, ở đây nó là bên nhận chuyển giao hợp đồng phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm, được kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của bên chuyển giao. Ví dụ bây giờ chồng mua bảo hiểm cho con, sau bố mua bảo hiểm cho con, sau một thời gian bố đi công tác nước ngoài, à, thế thì bây giờ ông bố ông chuyển cái hợp đồng đó cho mẹ đứa bé để là đứng chủ hợp đồng. Bây giờ đó là chuyển giao. Cái trường hợp thứ hai, chuyển giao thứ hai, đó là khách hàng mua bảo hiểm với doanh nghiệp A, sau một thời gian thì doanh nghiệp A lại chuyển giao cái hợp đồng đó sang cho doanh nghiệp B. À, vậy thì đó là trường hợp thứ hai, là chuyển giao giữa bên mua bảo hiểm. À, chuyển giao trường hợp thứ nhất là bên mua bảo hiểm. Chuyển giao thứ hai đó là đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp A chuyển cái hợp đồng đó cho doanh nghiệp B. Thì khi chuyển giao như vậy thì tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng không có gì thay đổi. Không có gì thay đổi. À, nhưng mà có một điểm lưu ý là bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm và được, và việc chuyển giao đó phải được doanh nghiệp bảo hiểm, à, bên, à, về việc chuyển giao và doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp thuận việc chuyển giao. Đặc biệt đối với trường hợp thứ hai là doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp khác thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận. Cái này chúng ta lưu ý nhé. Không phải là giữa doanh nghiệp A và doanh nghiệp B hai bên thống nhất đồng ý với nhau là một bên là chuyển giao, một bên là nhận chuyển giao rồi là chuyển đâu, mà phải được Bộ Tài chính chấp thuận. Còn đối với chuyển giao hợp đồng mà giữa bên mua bảo hiểm chuyển giao, bên mua bảo hiểm A chuyển giao cái hợp đồng đó cho bên mua bảo hiểm B thì được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản. À, thì mới được chuyển giao. Và khi chuyển giao phải đảm bảo là có quyền là có thể được bảo hiểm. À, và nhớ các anh chị nhớ hai cái ý đó. À, doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao danh mục bảo hiểm, à, có nghĩa là gì? Họ có thể bên, đây là trường hợp mà doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao cho doanh nghiệp khác này, à, thì có thể chuyển giao toàn bộ cái hợp đồng hoặc chuyển giao một phần. Tức là trong cái hợp đồng đó có nhiều cái hạng mục bảo hiểm thì người ta, hoặc người ta chuyển giao toàn bộ hợp đồng đó cho doanh nghiệp B, hoặc người ta chuyển giao ba cái nội dung bảo hiểm đó, còn những cái nội dung khác thì họ vẫn tiếp tục bảo vệ cho người ta. À, như vậy là chuyển giao một phần, chúng ta hiểu ra chuyển giao một phần. Cái lý do chuyển giao á, thì còn tùy, có thể đó là do, à, chia tách hoặc là sáp nhập hoặc là hợp nhất hoặc là thậm chí là có trường hợp là giải thể. À, thì chuyển doanh nghiệp A mà họ giải thể thì họ biết là họ không có tiếp tục hoạt động kinh doanh bảo hiểm nữa, thì họ chuyển giao cái hợp đồng đó cho doanh nghiệp B để tiếp tục bảo vệ cho khách hàng. Các anh chị lưu ý cái phần, à, hai cái điểm lưu ý này. Chuyển giao các tài sản tương ứng với dự phòng nghiệp vụ của toàn bộ danh mục hợp đồng hiểm được chuyển giao. Có là khi mà chuyển giao thì chuyển giao luôn cả cái phần, à, dự phòng nghiệp vụ để cho doanh nghiệp B, à, doanh nghiệp mà nhận chuyển giao đó họ sẽ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không thay đổi. Ý này thì vừa nói xong, à, thì nói ở phần trước. Chuyển giao thì tất cả quyền và nghĩa vụ của các bên đều không gì thay đổi. À, của khách hàng và kể cả của bên nhận chuyển giao. Và điểm thứ năm đó là chấm dứt thực hiện, hợp đồng chấm dứt thực hiện. À, thế thì khi
khi chúng ta nói là chấm dứt là nó khác với vô hiệu nhé. Vô hiệu là chưa bao giờ có hiệu lực, mà rủi ro xảy ra thì doanh nghiệp cũng không bồi thường. Nhưng mà chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm thì trước đó hợp đồng đã có hiệu lực, trước đó đã có hiệu lực, bây giờ không tiếp tục hợp đồng đó nữa thì gọi là chấm dứt. Thế thì chấm dứt có nhiều, có thể do bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt, mà chúng ta hay còn gọi là hủy hợp đồng. Nhưng mà cái ý ở đây á, chấm dứt thực hiện hợp đồng hiểm á, là do về phía doanh nghiệp bảo hiểm, về phía bên mua bảo hiểm. Một là bên mua bảo hiểm không đóng phí theo thỏa thuận. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm là đóng phí, mà giờ bên mua bảo hiểm không đóng phí thì doanh nghiệp được cái quyền chấm dứt, và đây là luật cho phép, luật quy định. Doanh nghiệp bảo hiểm tăng phí cho rủi ro tăng, hoặc ấn định một khoảng thời gian để bên mua bảo hiểm áp dụng biện pháp an toàn cho người bảo hiểm, nhưng bên mua bảo hiểm không chấp thuận. Như vậy có nghĩa là trong luật quy định là doanh nghiệp bên mua bảo hiểm, khi mua bảo hiểm vẫn phải đảm bảo cái sự an toàn cho cái đối tượng được bảo hiểm. Nhưng mà cái điều đó lại không đảm bảo thì doanh nghiệp có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm thực hiện cái việc là đảm bảo an toàn. Nhưng mà bên mua bảo hiểm mà không thực hiện, họ không thực hiện thì bên doanh nghiệp có quyền chấm dứt thực hiện đó. Được chưa? Và trường hợp thứ ba đó là bên mua bảo hiểm không đồng ý chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm. Có nghĩa là chuyển giao trong trường hợp là hợp đồng chuyển giao hợp đồng giữa doanh nghiệp A và doanh nghiệp B đó, nhưng mà bên mua họ không chịu, khách hàng họ không chịu, thì cái việc đó cũng không được, và bên mua không chịu thì doanh nghiệp họ đành phải chấm dứt thôi. Chứ bây giờ tôi ví dụ tôi giải thể, tôi không tiếp tục hoạt động kinh doanh bảo hiểm nữa, bây giờ tôi chuyển giao cho doanh nghiệp B để khách hàng được, để bên mua được tiếp tục được bảo hiểm. Nhưng mà bên mua họ không chịu, họ nói thôi bây giờ tôi mua với anh thì bây giờ tôi chỉ với biết anh thôi, tôi không đồng ý chuyển giao cho doanh nghiệp nào khác cả, thì lúc này doanh nghiệp bắt buộc phải chấm dứt thực hiện hợp đồng. Cái gì có nắm được không ạ? Thì cái phần này với các anh chị thì không có gì khó hiểu đâu, nhưng mà thì đảm bảo các anh chị mình hiểu đúng thì và giải thích thêm. Và bây giờ đây là cái nội dung mà chúng ta sẽ nói tiếp. Đó là nhưng mà trước khi chúng ta nói về quy định về thời gian thì chúng ta cùng trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra xem mình có nắm được các cái nội dung này hay không. Tất nhiên là chúng ta không thể trả lời được tất cả các câu hỏi như tôi đã, như sáng nay chúng ta làm. Cách chúng ta làm vẫn là chọn ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Và bây giờ chúng ta xem được là cái mục 1, mình trả lời đến cái phần mục 2 rồi, mục 3 rồi, đúng không? Mục 3 là mục 2 là phân loại hợp đồng điểm rồi. Bây giờ chúng ta trả lời hai câu về cung cấp thông tin chuyển giao hợp đồng vô hiệu. Là mục 3 đó. Đây, cung cấp thông tin chuyển giao hợp đồng bảo hiểm. Thì phần này có 12 câu. 12 câu. Bây giờ, chiều nay thì ưu tiên cho chia sẻ màn hình, chưa nãy giờ nói chưa chia sẻ màn hình. Bây giờ ưu tiên cho bạn Bích Ngọc đi. Bích Ngọc chọn chọn hai ngẫu nhiên hai câu trong số 12 câu. Bạn chọn câu nào? Gõ vào số chat nếu không thì bật mic. Câu số 3, câu số 7. Rồi, câu số 3, câu số 7 nha. Chúng ta cùng trả lời câu số 3 trước nè. Câu số 3 trả lời trước hai câu thôi. Câu số 3 là, đây, trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp nào sau đây? A, B, C hay D? Rồi, Kim Hà rất nhanh. Thắm, rồi, Kim Hà, Khổng Kim Hà, Đặng Bích Ngọc có, và Ngọc, Thắm, Hà, ba câu trả lời đó. Câu trả lời của ba thành viên rồi, thì cũng nhìn thấy nhiều cái câu trả lời của anh chị hơn.
Rồi Linh. Rồi, như vậy là đáp án của câu số 3 chính xác, đó là C, có nghĩa là A và B đúng. Rồi, chúc mừng. Câu tiếp theo là câu Bích Ngọc chọn câu 7 ha. Rồi, đây là câu 7. Đây, câu 7 đây. Theo luật kinh doanh bảo hiểm, phát biểu nào sau đây đúng về các trường hợp chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm? Hai câu mà Ngọc chọn cũng khá là dễ, khá là thuận lợi. Thực ra thì trong 12 câu này thì Ngọc chọn bất kỳ câu nào nó cũng sẽ mức độ rất là đơn giản như vậy thôi, chứ không. Nên vấn đề chỗ là chúng ta chịu ôn tập thì hầu như là chúng cái kết quả đạt là rất là cao, chứ không phải quá áp lực như chúng ta hay nghĩ đâu. Rồi anh Sơn chọn C, Thúy Kiều chọn C, Tú Trinh chọn C, Kim Hà chọn C, Minh Thư chọn C. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thành viên chọn C và xin chúc mừng. Như vậy là một cách ngẫu nhiên, bạn Bích Ngọc chọn hai câu là câu số 2 và câu số 7 thì đều đáp án C cả. Và tất cả chúng ta đều có câu trả lời chính xác. Đây ạ, câu số 3 chúng ta vừa trả lời trước đó. Câu số 7 đây. Vậy là không khó đúng không? Thực ra những câu hỏi trắc nghiệm này chúng ta cảm giác nó nhiều chứ còn nó không khó đâu. Với các bạn tôi nghĩ là không khó. Bởi vì bằng chứng là sáng nay các phần tập chúng ta mở ra các câu hỏi ở từng phần thì các anh chị trả lời đều là hầu hết là chính xác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần 7.4 nè, liên quan đến cái vô hiệu chấm dứt hiệu lực chúng ta vừa vừa nói xong. Thì bây giờ chúng ta xem phần này có 15 câu, 15 câu. Để xem thứ ok. Kim Hà đi, Kim Hà rất đầu giờ chiều nay rất là tích cực, rất là tương tác rất là đều. Kim Hà chọn hai câu trong số 15 câu của mục 7.4 liên quan đến phát sinh hiệu lực, liên quan đến vô hiệu chấm dứt hiệu lực, chấm dứt thực hiện hợp đồng. Rồi câu số 9, số 10, rồi hai câu liền nhau. Ok, để cho dễ ha. Bây giờ chúng ta làm câu số 9 trước nè. Chúng ta chọn ngẫu nhiên để nếu chúng ta trả lời đúng những cái câu mà mình chọn thì có nghĩa là suy ra những câu khác thì nó cũng không khó hơn nhiều đâu, và cái khả năng chúng ta trả lời làm bài thi kết quả đạt cũng rất là cao. Nào đây là câu số 9. Theo luật kinh doanh bảo hiểm, trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm vô hiệu do bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm là B. Vậy là có hai quan điểm rồi đó. Minh Thư trả lời rất nhanh, sau đó Ngọc, nhưng mà hai quan điểm này khác nhau. Rồi Minh thì là theo quan điểm của Minh Thư, Hà cũng có quan điểm Minh Thư, Linh thì là như vậy, có hai người khác ý kiến so với đồng nghiệp của mình, có nghĩa là một số thì chọn A, một số chọn B. Ở đây câu số 9 chỉ có A với B thôi. Bây giờ nghe nè, nghe cái gợi ý để chúng ta xem lại cái câu trả lời của mình, cái ai trả lời đúng nè. Khi chúng ta dùng đến cái chữ không còn, hiểu rằng là trước đó đã có hiệu lực nha, đã có được hiệu lực, mà đây người ta nói là hợp đồng hiếm vô hiệu, vô hiệu là chưa bao giờ có hiệu lực cả. Đó là gợi ý để chúng ta cân nhắc và đưa ra câu trả lời. Những người đưa gần ra đó là anh Sơn, Nguyễn Ngân, Ngọc Nữ để đưa ra A, nhưng mà Thúy Kiều thì là, Trúc Trinh thì là khác. Và thưa các anh chị, đáp án ở đây là B, câu số 9 đáp án là B. Bởi vì hợp đồng khi mà quyền lợi có thể được bảo hiểm không còn thì đó là hợp đồng chấm dứt thực hiện hợp đồng, chứ không phải là hợp đồng vô hiệu. Hợp đồng vô hiệu là khi bên mua bảo hiểm vậy người được hiểm không có quyền là có thể được bảo hiểm, không có nó khác với không còn nhé.
Không có nghĩa là chưa bao giờ có, nên là vô hiệu. Còn không còn nghĩa là đã từng có hiệu lực. Thì ở đây người ta nói là không còn. Cái từ khóa đây là không còn. Mà đã không còn là chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm, chứ không phải vô hiệu. Không biết được chưa? À, chúc mừng những bạn đã chọn B. Vâng, câu số 10, làm luôn câu số 10 nào. Chúng ta nhầm hoặc chúng ta không chính xác ở đây, nhưng mà khi đi thi chúng ta trả lời chính xác thì tốt hơn. Nghĩa là chúng ta nhớ được cái ý. À, chọn phương án sai về trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu. À, bây giờ thì câu số 10 nói là giải thích về hợp đồng vô hiệu và hãy chọn phương án sai. Ừ, cảm ơn bạn Thúy Kiều. Những thành viên khác và Bích Ngọc cũng có cùng quan điểm. Kim Hà, Minh. Ok, bốn thành viên có cùng quan điểm. Nãy thấy những cái câu hỏi trước là như sáu thành viên trả lời sao? Này mới nhìn thấy bốn nè. Và đây là, à, cảm ơn Sơn. Người nhắc khéo một cái là anh Sơn người trả lời ngay. Định lúc đầu anh Sơn có lẽ không định trả lời rồi. Nhưng mà nghe nhắc đến tên, nghe đưa câu trả lời mình ngay lập tức. Rồi, như vậy hầu hết chúng ta chọn A và xin chúc mừng các bạn. Chính xác đó là A. À, bởi vì không đóng đủ phí theo thỏa thuận thì đó là chấm dứt thực hiện hợp đồng chứ không phải là vô hiệu. Thì chúng ta xem đáp án câu 9, câu 10 thì mình trả lời đúng không nha. À, câu 9 là B, đáp án B đúng không? Còn câu 10 là đáp án A. Đây, đáp án đây. 9B, 10A. Chính đâu? Đó. Yeah. Như vậy là câu số 9 nó gây ra một số anh chị bị chưa hiểu rõ thôi. Đây. Chưa hiểu rõ cái trường hợp hợp đồng vô hiệu thôi. Rồi. Yeah. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói nốt cái phần 8, đó là một số cái quy định về thời gian trong hợp đồng bảo hiểm. À. Thì chúng ta biết rằng là luật quy định một số cái quy định về thời hạn hợp đồng bảo hiểm. Chẳng hạn như là doanh nghiệp bảo hiểm không phải muốn trả tiền cho khách hàng lúc nào là trả đâu, mà phải trả trong một cái quy định về thời hạn. Tương tự như vậy, bên mua bảo hiểm cũng sẽ gì? À, không phải muốn yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền lúc nào thì yêu cầu, mà phải có một thời hạn. Bởi vì doanh nghiệp họ có hàng mấy trăm ngàn khách hàng, mà khi mà sự kiện xảy ra thì không có cái quy định về thời hạn yêu cầu bên mua bảo hiểm thông báo về cái việc sự kiện bảo hiểm xảy ra để lấy tiền, thì nó sẽ có thể dẫn đến có một lúc nào đó có nhiều người yêu cầu cùng một lúc, 2 năm 3 năm nó dồn lại, thì doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết không kịp mà nó bị chậm thì ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Do đó luật quy định một số cái về thời hạn giải quyết quyền lợi bảo hiểm cũng như là thời hạn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm để đảm bảo cái quyền lợi cho khách hàng cũng như nó giảm cái rủi ro cho doanh nghiệp. Thì đó lý do tại sao có cái quy định ở mục số 8 này, đó là quy định về thời gian. Và cái điểm này đó là cái tiêu đề của nó là quy định về thời gian trong hợp đồng bảo hiểm. Thì chúng ta sẽ phân biệt là trong hợp đồng bảo hiểm được quy định về phía khách hàng và phía doanh nghiệp. Thì phía khách hàng á thì đó là quy định về thời gian cân nhắc, thời gian gia hạn, thời gian khôi phục hay là thời gian nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường. À, thì lúc nãy thì nói đến cái một trong những cái quy định về thời gian đó là nói đến cái đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như giảm tải rủi ro cho doanh nghiệp, thì đấy là cái quy định về cái thời hạn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hay còn gọi là nộp hồ sơ của bồi thường hay là trả tiền bảo hiểm. Quy định đó là 1 năm. Thời gian cân nhắc là khi khách hàng bắt đầu tham gia, khi cái hợp đồng bắt đầu có hiệu lực thì khách hàng vẫn có thời gian để mà suy nghĩ thêm về cái quyết định của mình. Đó là thời gian cân nhắc và quy định đó là 21 ngày. Tất cả những cái nội dung này chúng ta đã học trong LMS rồi. Chúng tôi mở lại để chúng ta nhớ lại. Về phía doanh nghiệp
Cụ thể là doanh nghiệp bảo hiểm thì cũng có luật cũng quy định về cái thời hạn. Thứ nhất là thời hạn trả tiền bảo hiểm cho khách hàng. À, thì có hai cái khả năng. Một là không có thỏa thuận thì sẽ áp dụng con số 15 ngày. Còn nếu trong hợp đồng có thỏa thuận thì doanh nghiệp mình phải trả đúng cái thỏa thuận đó. Nhưng mà 15 ngày hay là theo thỏa thuận, ví dụ như Hanwha Life Việt Nam cam kết trả tiền cho khách hàng trong vòng 30 ngày. Trong vòng 30 ngày. À, thì 30 ngày đó tính từ khi nào? Tính từ ngày doanh nghiệp nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. À, ví dụ hồ sơ nộp hôm nay nhưng mà hồ sơ bị thiếu, Hanwha Life Việt Nam yêu cầu phải bổ sung, thì thứ bảy tuần à, thứ à, vào thứ bảy là ngày 23 tháng 9 này khách hàng mới bổ sung, thì 30 ngày đó phải tính từ ngày 23 tháng 9, với cái ngày đó mới bổ sung mới đầy đủ mà, đúng không? À. Rồi, như vậy là với những cái quy định về thời gian này cũng khá là đơn giản và dễ hiểu, đúng không nào? À, vừa rồi thì lấy thêm cái ví dụ của Hanwha Life Việt Nam để làm rõ hơn cho cái thời hạn yêu cầu bồi thường đối với doanh nghiệp theo luật. Và ở đây thì không nói cụ thể là bao nhiêu ngày mà chỉ là nó theo thỏa thuận thôi, bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào từng sản phẩm, tùy theo doanh nghiệp. Bởi vì đây là luật nha, không có nói cụ thể là 30 ngày hay 60 ngày. Còn vừa rồi thì lấy ví dụ 30 ngày đó là đối với doanh nghiệp, đó với Hanwha Life Việt Nam là cam kết bồi thường chi trả cho khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Rồi, đến đây thì nãy giờ hình như là chưa chia sẻ màn hình, chỉ nói không hay sao? Xin lỗi nha. Giờ chia sẻ màn hình nói cho nãy giờ nói không có màn hình, không nói có trình chiếu. Đấy, thì cái nội dung số 8 mà thì vừa nói đó. Thì cái phần mà 21 ngày cân nhắc, 60 ngày gia hạn đóng phí, khôi phục hiệu lực hợp đồng 2 năm, yêu cầu nộp hồ sơ thời hạn, nộp hồ sơ bảo hiểm bồi thường đối với khách hàng là 1 năm, thì bốn con số này liên quan đến khách hàng, liên quan đến khách hàng. Con số 15 ngày là liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm khi không có thỏa thuận trong hợp đồng. Còn nếu có trong hợp đồng có thỏa thuận thì phải doanh nghiệp bảo hiểm phải trả theo cái thỏa thuận đó. Và nội dung này các anh chị có thấy dễ nhớ không? Nào, bây giờ để biết được là mình có nắm được kiến thức của cái phần các cái quy định trong luật về cái thời hạn, các cái loại thời hạn này hay không, thì chúng ta trả lời một số câu nhé. Xem cái phần này mình nên trả lời mấy câu, thì hai câu thôi, phần này cũng đơn giản mà, đúng không? Nào, bây giờ trả lời hai câu trong cái phần trắc nghiệm về các loại thời hạn. Trong này cái tiêu đề của nó là quy định về thời gian trong hợp đồng bảo hiểm, 14 câu. À, xem thứ anh chị nào xung phong chọn đi, anh chị nào xung phong chọn để là cái phần nội dung này chọn, mà chọn hai câu trong số 14 câu đó, anh chị nào xung phong chọn thì gõ lên cái số chat và sau đó thì mở ra cả cả lớp chúng ta cùng làm, cùng trả lời, chọn hai câu đi, trừ câu số 1 ra, mà nếu chọn câu số 1 cũng được có sao đâu. Rồi bạn Khôi chọn câu 3, thêm một câu nữa đi bạn Khôi, bạn Khôi. Rồi, anh Sơn thì chọn câu 7 và câu 9. Thôi, vì vậy bây giờ lấy cả ba, mở cả ba câu luôn nha. Câu 3, câu 7, câu 9. Thôi, thêm câu nữa cũng được. À, không sao đâu. Ba câu nhé. Mở câu 3, câu 7, câu 9. Nào, câu số 3 nào. Bắt đầu câu số 3 trước nè. Đấy, mình học tập trung vậy thì mình sẽ nhớ bài và mình sẽ khi đi thi thì không có lo gì trơn á. Đây, câu số 3 đây. Theo luật kinh doanh bảo hiểm, trường hợp không có thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm về thời hạn bồi thường trả tiền, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường trả tiền trong thời hạn. Ồ, câu này quá là đơn giản. Anh Sơn trả lời nhanh. Câu không phải câu anh chọn, anh trả lời rất là nhanh. Ok, Thúy Kiều Ngọc Nữ Bùi Tám Bích Ngọc. Rồi, xin chúc mừng. À, Nguyễn Ngân, ok, Dương Nguyễn Ngân. Câu A nhá. Rồi chúng ta thấy con số này. 15, 30, 45, 60. Chắc chắn là 30 không phải, 45 phải, 60 không phải. Bởi vì ở đây là không có thỏa thuận. Không có thỏa thuận nhé. Thì cứ mặc định là 15 ngày. Đáp án là A.
Nào, câu số 7 nào. Đây, câu số 7 đây. Ồ, câu số 7 chỉ có C thôi trong cái đề nhá. Theo luật kinh doanh bảo hiểm thì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường trả tiền. À, câu số 7 đó. À, con trả lời trước cái chỗ trước khi được nhắn lên chat là số 7. Tôi hiểu câu số anh Khôi trả lời cho cái xe là cho câu số 7 đó. Rồi, tài khoản có nickname là ALH cũng có cái đưa ra quan điểm như là của anh Khôi. À, iPhone của Hậu cũng C, chị Tám C, Khổng Kim Hà C, Tú Trinh C, anh Sơn C, Thảo Liêu C. Rồi, chúc mừng, chính xác. Này quá rõ ra. Câu 7 này nó cũng lặp lại cái ý của cô bà. À, cô bà thì có một ý rồi. 15, 30, 45, 60 rồi. Thì câu B này nó có cả là cái trường hợp đã có thỏa thuận. Thì theo thỏa thuận. Nào, câu 10. Câu 9. À, như vậy là chúng ta mở ra ngẫu nhiên nhưng mà thấy những câu mà xuất hiện để chúng ta cùng trả lời đâu có phức tạp gì đâu à. Thì thực ra Bộ Tài chính họ cũng soạn cái câu hỏi cũng chỉ đơn giản như vậy thôi để chúng ta nhiều anh chị còn có thi để mà có đạt chứ còn với các anh chị nhân viên và cùng cán bộ của ngân hàng thì mấy câu này đâu có gì quá khó đúng không nào. Nào câu số 9 nào. Theo luật kinh doanh bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nha, đây lưu ý là người ta nhấn mạnh luôn là nhân thọ thôi đó. Trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua hiểm đã đóng một hoặc một số kỳ phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì doanh nghiệp hiểm cho phép khách hàng chậm đóng phí bảo hiểm 6 ngày kể từ ngày đến hạn nộp phí. Thời gian này được gọi là gì? Ồ, qua rõ luôn. Nó liên quan đến cái thời hạn gì? Ok, chính xác, đó là nhanh 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 trả lời nhanh để thì còn mở đáp án. Chị Tám cố. Đây đáp án đây, đó là thời gian gia hạn đóng phí. Nào giờ kiểm tra phần đáp án nha. Câu câu số 3 đấy, mình chọn câu số 3 là A đúng không? Câu số 3 là A, câu số 7 là C, câu số 8 là câu số 9 là A. Nào kiểm tra lại đáp án nào. Đây, câu số 3 là A đúng rồi này. À, đúng rồi. Tiếp tục là câu số 7 nè, 7C đúng rồi nè. Đó. Và câu số 9 à. À, như vậy thì có thể nói rằng tôi rất là an tâm với các anh chị của bên Kiên Long Bank. Khi mà ôn tập mà những anh chị mà có tham gia theo dõi và tương tác á, thì thấy thì rất là an tâm á, bởi vì những câu hỏi thì đưa ra chỉ có một câu ở đầu ở cái phần đầu của sáng nay thôi, cái phần lúc nãy đó thì chúng ta bị nhầm thôi liên quan đến cái chỗ mà hợp đồng vô hiệu mà khi mà cái không còn cái quyền lợi có thể được bảo hiểm đó, chúng ta có chỉ nhầm câu đó, một số anh chị bị nhầm thôi, còn hầu hết những cái câu còn lại là cái gì trả lời chính xác rất là nhanh. Đấy. Cho nên nhưng mà trong cái đề thi chúng ta thi với Bộ Tài chính người ta cho phép mình sai 10 câu mà đúng không? Như vậy thì hoàn toàn là cái khả năng mà thi đỗ cũng không phải là thấp. À. À, với các anh chị cán bộ của Kiên Long Bank cũng như là nhân viên của Kiên Long Bank thì vấn đề chúng ta dành đủ thời gian để chúng ta đọc và làm đọc những cái câu ôn tập trong cái đề cương này chưa và có đã làm những cái bài thi thử được được bao nhiêu và quá trình ôn tập chúng ta có cái sự tập trung để mà theo dõi hay không, thì cái cách ôn tập này chúng tôi vừa là cũng có kiến thức vừa hướng dẫn các anh chị cái phương pháp ôn tập mà nó sẽ giúp chúng ta ôn tập vừa không quá căng thẳng không quá vất vả mà lại mà hiệu quả, thì đấy là cái lý do tại sao chúng ta ngồi với nhau một ngày sau khi chúng ta học xong cái chương trình LMS. Và đến đây thì cũng thấy cũng là 2:20 rồi. Các anh chị giải lao bây giờ, bởi vì đầu giờ chiều thì tôi biết là nhiều anh chị tập trung như buổi sáng cũng khó, cho nên là chúng ta cứ giải lao 10 phút, đúng 2:30 chúng ta quay trở lại.
chính xác là 2:29 thôi chứ không 2:30 nhé. Để chúng ta tiếp tục phần tiếp theo. Và bây giờ thì mời các anh chị chúng ta giải lao. Đầu giờ chiều là chúng ta làm việc 50 phút. Không phải 60 phút. Rồi sau 50 phút phút đó nghỉ giải lao rồi tiếp tục 60 phút. À, trong cái lúc giải lao thì mời các anh chị chúng ta sẽ xem một cái thước phim tư liệu về tập đoàn An Hoa, và cái thước phim tư liệu này nó nói đến cái quá trình hình thành phát triển của tập đoàn An Hoa ở Hàn Quốc. Chúng ta có một ít thông tin về tập đoàn khi mà An Hoa trở thành đối tác của Kiên Long Bank, và các anh chị là những nhân viên của Kiên Long Bank thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu một chút về tập đoàn An Hoa. Mà các anh chị chúng ta các anh chị có thể tranh thủ đi lấy nước các anh chị có thể vừa đi lấy nước rồi xong quay trở lại vừa uống nước vừa nghỉ ngơi vừa có thể xem cái thước phim tư liệu này. Một số người nói về Han Hoa chỉ bằng những thành công mà chúng ta đã đạt được. Trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất, giá trị của triết lý Han Hoa đã được chứng minh và đã đưa Han Hoa lên một tầm cao mới. Nếu như không phải là Han Hoa, thì có thể đã không có những niềm tự hào trong quá khứ và hiện tại cho chúng ta ngày nay. Đối với những nhân viên của Han Hoa, những người đang đối mặt với những thử thách mới ở ngay thời điểm hiện tại, chúng ta tin rằng câu chuyện về Han Hoa có thể khơi nguồn cho niềm đam mê và niềm tin vững chắc vào cuộc sống của bạn. Hy vọng vươn lên từ đống tro tàn của chiến tranh. 4 giờ sáng ngày 25 tháng 6 năm 1950, cuộc chiến tranh Triều Tiên đã phá hủy đi cơ sở hạ tầng quốc gia và cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng, một bi kịch của dân tộc. Chiến tranh đã kết thúc, thế nhưng mọi người thực sự rất cần những vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết để tồn tại qua ngày. Từng nhà máy lần lượt được xây dựng lên để sản xuất hàng tiêu dùng, và đây là cách kiếm tiền khá dễ dàng. Thế nhưng cũng quan trọng không kém việc ăn mặc là việc cấp bách xây dựng lại những công trình đổ nát, khôi phục lại những cây cầu, những con đường hư hại. Chất nổ là thứ không thể thiếu cho việc tái thiết đất nước. Một ngành kinh doanh mạo hiểm không chắc chắn thành công, tuy nhiên vẫn phải có ai đó đứng ra nhận lãnh. Đó chính là sự khởi đầu của công ty chế tạo thuốc nổ Hàn Quốc. Một công ty phát triển cùng đất nước Hàn Quốc. Xuất phát từ nhu cầu tái thiết, bằng mọi cách phải hiện đại hóa đất nước, chất nổ được sản xuất từ chính đôi tay của chúng ta, và nó đóng vai trò quan trọng trong công cuộc tái thiết. Một ngày mùa đông khắc nghiệt. 9:15 tối ngày 11 tháng 11 năm 1977, vụ nổ nhà ga Erie. Một tàu chở hàng chứa đầy thuốc súng. Đó là một cuộc khủng hoảng tồi tệ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bất kỳ ai. Một thảm họa quốc gia chưa từng thấy, 59 người thiệt mạng, 293 người bị thương nặng, 675 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn. Công ty chế tạo thuốc nổ Hàn Quốc bị lên án vì vụ tai nạn. Những lời chỉ trích của công chúng dồn dập đổ về, niềm tin vào quyền sở hữu tư nhân của ngành thuốc nổ bị giảm mạnh. Thời đại của Korea Explosive đã chấm dứt. Bất chấp những lời chỉ trích, tôi cần phải đến hiện trường ngay bây giờ và công khai xin lỗi trên báo chí. Nhưng thưa ngài, lời xin lỗi có thể chờ đến khi nguyên nhân được điều tra. Hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương, đây không phải vấn đề ai đã làm gì.
Lời xin lỗi chính thức lập tức được đưa ra. Vẫn chưa rõ trách nhiệm thuộc về ai. Chúng ta cần hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ tai nạn thảm khốc đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều người này. Công ty cam kết chi trả 9 tỷ won để bồi thường thiệt hại. Những nỗ lực khắc phục tận đáy lòng. Toàn bộ lực lượng của công ty đã tham gia vào công cuộc hỗ trợ khắc phục hậu quả. Tất cả nhân viên công ty đều tham gia hiến máu nhân đạo và đóng góp 2% lương để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Nhân viên tự giác cống hiến để hoàn thành nhiệm vụ. Chính phủ đồng ý phương án bồi thường thiệt hại trong vòng 3 năm. Công chúng dần phục hồi niềm tin vào công ty. Trái tim của bạn sẽ nói lên sự thật. Cuộc khủng hoảng đã biến thành cơ hội cho bước nhảy vọt tiếp theo của công ty. Với ý chí sắt thép, chúng ta đã đoàn kết và vượt qua khủng hoảng. Một khởi đầu mới. Vị giám đốc điều hành mới 29 tuổi đứng ra tiếp quản công ty sau sự ra đi đột ngột của vị chủ tịch sáng lập. Mọi người bày tỏ sự lo ngại về người lãnh đạo mới. Anh ấy phải tự khẳng định mình. Anh ấy không bằng lòng với thực tại. Anh ấy tiếp tục đương đầu với những đổi thay. Sự tin tưởng và khuyến khích lẫn nhau và thực hiện trung thực các nhiệm vụ được giao. Anh ấy tin rằng đây là cách duy nhất để mở đường tiến đến tương lai. Mồ hôi và công sức bắt đầu được đền đáp. Tiếp nhận công ty hóa học An Giang năm 1982. Đa dạng hóa kinh doanh từ năm 1985 trở đi. Đổi tên công ty thành tập đoàn Hanwha năm 1992. Như con tàu lướt sóng vươn ra biển lớn, Hanwha tiếp tục phát triển thông qua đổi mới không ngừng. Bước ngoặt. Với tư cách là tổng thống của nước Hàn Quốc, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất của mình. Chính phủ quyết định nhận cứu trợ từ quỹ tiền tệ IMF. Tình trạng thiếu hụt ngân sách của chính phủ cần sớm được khắc phục. Việc mất khả năng thanh toán cần phải sớm được dừng lại. Tỷ lệ nợ công tăng phi mã lên 1.200%. Hanwha đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng quản trị tồi tệ nhất từ trước đến nay. Chúng ta có thể sụp đổ hoàn toàn nếu như không có hành động tức thì. Nếu đây là giải pháp để cứu lấy công ty. Nếu đây là giải pháp để cứu lấy tập đoàn Hanwha. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể. Ngài Chủ tịch hứa sẽ từ bỏ quyền lãnh đạo của mình và góp cổ phần của mình vào tập đoàn làm tài sản thế chấp. Trong hàng loạt biện pháp đau đớn nhằm tái cấu trúc, 17 trong số 32 công ty thành viên của tập đoàn đã bị bán lại. Quyết định bán đi mảng năng lượng đã góp phần vào quá trình tái thiết thành công của tập đoàn. Việc tái cấu trúc của Hanwha đã được truyền thông quốc tế ca ngợi. Chúng ta đã vượt qua khủng hoảng và Hanwha không bao giờ quên những nhân viên của mình, ngay cả trong những giai đoạn đen tối nhất. Hanwha đàm phán để bên mua tiếp tục sử dụng toàn bộ nhân sự sau khi mua bán, sáp nhập. Mặc dù điều đó có thể gây những tổn thất về mặt kinh tế cho tập đoàn, nhân viên được hứa hẹn về việc tuyển dụng lại. Trong những lúc đen tối nhất, chúng ta đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau, vững bước tiến lên phía trước. Hành trình đi đến tương lai. Dù trải qua bao nhiêu cuộc khủng hoảng, chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Đã có những va đập mạnh trên hành trình đó, nhưng chúng ta chưa bao giờ nản lòng, và đó chính là sức mạnh giúp Hanwha trường tồn. Từ lĩnh vực chế tạo thuốc nổ đến sản xuất và xây dựng, từ lĩnh vực tài chính đến dịch vụ và nghỉ dưỡng, Hanwha đã thành công trong việc đa dạng hóa cơ cấu kinh doanh của mình dựa trên các trụ cột tăng trưởng mới.
Giờ đây, Hanwha đang tạo bước nhảy vọt vào tương lai. Hanwha đã cống hiến cho sự phát triển của đất nước và luôn quan tâm đến những cách để xoa dịu những đau buồn trong xã hội. Hanwha không ngừng nỗ lực phát triển vươn xa cùng mọi người. Những người đặt niềm tin mạnh mẽ vào công ty và đang làm việc chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng ta là những nhân viên đầy tự hào của Hanwha. Và chúng ta vừa xem xong cái thước phim tư liệu cũng vừa hết 10 phút giải lao. Và bây giờ thì xin phép được tiếp tục. Như vậy đến đây chúng ta đã ôn tập thêm một số cái quy định về các cái loại thời hạn này. Chúng ta ôn thêm về biết thêm về các cái quy định chung trong hợp đồng bảo hiểm, trong đó có phân loại hợp đồng bảo hiểm, trong đó có liên quan đến cái quy định về hợp đồng vô hiệu, chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong cái phần con liên quan đến luật mà sáng nay cái mảng thứ hai đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến một cái phần mà liên quan đến cái mô hình mà Thiệp chia sẻ phần đầu của buổi sáng nay trong cái bức tranh tổng quan, đó là liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng đại lý bảo hiểm. Nhớ không? Anh chị nào đầu giờ buổi sáng mà chúng ta có vào lớp đó, thì có nhớ cái phần Thiệp chia sẻ rằng sự phân tùy hỏi là các anh chị có phân biệt được sự khác biệt giữa hai cái loại hợp đồng là hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng đại lý bảo hiểm. Thì sáng nay các anh chị đã trả lời rất là chính xác rồi. Hợp đồng bảo hiểm là được ký kết giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Vậy thì trong cái hợp đồng đó thì luật có quy định các cái quyền và nghĩa vụ của các bên. Vậy thì quyền và nghĩa vụ các bên thì gồm có doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Thì doanh nghiệp bảo hiểm có những quyền gì, có những nghĩa vụ gì? Tương tự như vậy, bên mua bảo hiểm cũng có quyền và có nghĩa vụ. Và đó là những quyền gì, nghĩa vụ gì? Phần này chúng ta đã học trên LMS và chúng tôi vẫn nhắc lại để đảm bảo chúng ta nắm và nhớ. Thực ra nhớ thì cũng không nhớ nổi đâu, mà chúng ta hiểu. Và đây là chúng ta có thể nhìn thấy trên cái bức tranh tổng quan về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và của bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm. Thì bên tay trái của chúng ta là bên mua bảo hiểm, bên tay phải là doanh nghiệp bảo hiểm. Và bên trên là quyền, bên dưới là nghĩa vụ. Anh chị nào sợ không nhớ được thì chúng ta chụp lại màn hình nha. Ở đây bây giờ tôi không giảng gì, giảng lại những cái nội dung này đâu. Nhưng mà xét về nói đến đây này, sáng nay thì có nói là các anh chị sẽ sâu chuỗi lại các cái thông tin mà mình ôn tập á, hay là trong quy định trong luật nó có liên quan. Tôi ví dụ nè, chúng ta xem cái nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm. Đây, nghĩa vụ bên mua bảo hiểm thì có cái nghĩa vụ là thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm những trường hợp rủi ro xảy ra, hay là thông báo về sự kiện bảo hiểm xảy ra. Nói cách khác là thông báo cho khách, cho doanh nghiệp bảo hiểm về yêu cầu bồi thường đó. Thông báo là yêu cầu bồi thường đó. Thì chúng ta có thấy rằng là cái quy định về thời hạn đó là bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo, hay nói khác là gì? Là thời hạn thông báo là bao lâu? Anh chị nào còn nhớ gọi vào cái số chat là bên mua bảo hiểm có cái thời hạn thông báo hay là nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường là trong thời hạn bao lâu? Anh chị nào nhớ gọi vào số chat xem. Mình vừa mới nói xong cái phần trước về giải lao đó. Trước cái lúc mà mình làm mấy cái câu ôn tập trắc nghiệm. Không nhớ đúng không? Rồi, chưa nhớ thì Thiệp nhắc lại thôi. Như vậy trong cái luật nó quy định á, là khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì bên mua bảo hiểm phải thông báo cho doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp mới biết để bồi thường, chứ làm sao không thông báo làm sao doanh nghiệp biết mà bồi thường. Nhưng mà không phải cứ để bao lâu cũng được, mà luật cũng quy định luôn là
một năm doanh nghiệp bảo hiểm, à, xin lỗi, bên mua bảo hiểm phải thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong vòng một năm nha, trong vòng một năm. Đấy, thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm những trường hợp mà đây này, à, sự kiện bảo hiểm xảy ra này, à, kể cả đáo hạn, à, không có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì hợp đồng đáo hạn thì cũng phải thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm biết mà trả cái quyền lợi bảo hiểm đáo hạn, đúng nào? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta xem bên nghĩa vụ, hả? Mình sẽ nhìn qua bên nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm này. Đây, nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm đây. Trả tiền bảo hiểm hoặc là bồi thường khi xảy ra sự kiện hiểm. Bao lâu? Anh chị nào còn nhớ luật quy định bao lâu? Đó. 15 ngày, cảm ơn Minh Thư, Minh Thu. 15 ngày. Nói nhanh, trả lời nhanh đến mức là ngoài mong đợi luôn, nhưng mà chưa, mới đúng 50% thôi, à, anh Sơn với Minh Thu nha. À, nếu chúng ta nói 15 ngày thì đúng, nhưng mà chưa đủ đâu. 15 ngày là trường hợp không có thỏa thuận. Còn trước đó mình phải nói là trả tiền bồi thường, trả tiền bảo hiểm hay là bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận. Theo thỏa thuận. Không có thỏa thuận mới 15 ngày. Chứ chúng ta nói quốc 15 ngày liền là cái đó đúng, nhưng mà chưa đủ. 15 ngày là không có thỏa thuận. Còn có thỏa thuận là phải theo thỏa thuận. Đấy. Thấy chưa? Như vậy thì mình sâu chuỗi lại cái quy định về quyền và nghĩa vụ. Nó liên quan đến cái thời hạn. À, mà luật cũng quy định. Đấy. Như vậy là chúng ta đã hiểu được rồi đó. Rồi bây giờ thì lấy một cái ví dụ khác để chúng ta sâu chuỗi lại này. Sâu chuỗi là trong bản thân bốn cái mảng kiến thức này thôi. Chúng ta xem này. Bên mua bảo, à, doanh nghiệp bảo hiểm á, à, thì có quyền từ chối, có quyền từ chối trả tiền được, à, luật quy định nha, có quyền từ chối. Nhưng có phải chăng là cứ muốn từ chối là có muốn không trả tiền là nói với khách hàng là trường hợp của anh tôi không muốn, tôi không trả tiền, có đơn giản như vậy không? Câu trả lời không, có quyền đấy, luật cho phép đấy. Nhưng mà xem này nè, các anh chị xem này, không trả tiền cũng không đơn giản đâu, bởi vì không trả tiền thì nghĩa vụ của doanh nghiệp phải là phải giải thích bằng văn bản lý do từ chối. Bây giờ, anh phải phải chứ đâu phải là muốn trả tiền là dễ dàng đâu, phải giải thích bằng văn bản cái lý do không trả tiền. Đã. Như vậy chúng ta thấy gì, trong cái quyền và cái nghĩa vụ nó không phải liên không liên quan, mà nó có liên quan với nhau thêm một cái logic của nó. Và như vậy thì không phải là ngồi đây thì nó tất cả các cái quy định còn lại, mà thì sâu chuỗi lại để các anh chị có thể có những cái lập luận, có những cái suy luận trong quá trình chúng ta học, chúng ta ôn tập. Và cái việc này đó chúng ta sẽ hiểu và chúng ta thấy được cái mối quan hệ liên hệ như vậy đó, chúng ta nhớ rất lâu, và có khi 5 năm nữa, sau 5 năm nữa các chị vẫn còn nắm được, vẫn còn nhớ. Đúng không? Bây giờ chúng ta nói đến cái hợp đồng, đây là hợp đồng bảo hiểm nha. Hợp đồng hiểm thì có liên quan đến nghĩa, liên quan đến bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, và liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm, liên quan đến bên mua hiểm. Trong hợp đồng hiểm thì chúng ta nói đến quyền cũng như là nghĩa vụ. Thế bây giờ đối với hợp đồng đại lý bảo hiểm thì sao? À, thì cũng tương tự là đối với hợp đồng đại lý bảo hiểm thì ký kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm với đại lý bảo hiểm, thì đại lý bảo hiểm cũng sẽ có những quyền và song song với đó là có nghĩa vụ. Vậy hãy xem đại lý bảo hiểm có những quyền gì và nghĩa vụ gì. Chắc chắn các chị học rồi, bây giờ chúng ta chỉ nhìn và nhớ lại. À, đây là những cái thông tin liên quan đến cái điều kiện, à, làm đại lý, điều kiện, à, không, những cái đối tượng không được làm đại lý cũng như là hoạt động. Các chị có 1 phút để đọc lại những thông tin này trước khi chúng ta nói về cái quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm. 1 phút bắt đầu.
đã hết 1 phút. Bây giờ chúng ta nói tiếp đến cái quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm luôn. À, trước khi chúng ta mở ra các câu hỏi trắc nghiệm, mình kiểm tra lại kiến thức. Chưa đủ. Còn trách nhiệm của đại lý bảo hiểm nè, hoạt động bị cấm nè, đào tạo kiến thức chung nè, đào tạo sản phẩm nè, và một số cái lưu ý. 1 phút, tiếp tục đọc. Với cái nội 5 nội dung này thì các chị nên chụp lại màn hình nhé, bởi vì cái nội dung thứ phần lưu ý đây nè, cái phần này có không có trong tài liệu, có trong câu hỏi trong đề cương, có trong ngân hàng đề, mà trong cái bài thi của chúng ta cũng có thể gặp, có liên quan đến cái việc mà Bộ Tài chính có phải có công văn trả lời chấp thuận hay từ chối chương trình đào tạo của doanh nghiệp trong vòng 14 ngày này. Cái này là chúng ta chụp lại để lưu ý. Và đây là quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm trong hợp mà theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm và trong hợp đồng đại lý bảo hiểm. Về đối với đại lý thì sẽ có 4 quyền và có 7 nghĩa vụ. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có 7 quyền và 7 nghĩa vụ. Nhiều hơn. 9 nghĩa vụ. Nào, bây giờ chúng ta có 2 phút đọc 40 nội dung này trước khi chúng ta trả lời một số câu trắc nghiệm để đảm bảo rằng chúng ta nắm được, hiểu được. Hết 2 phút và bây giờ chúng ta chuyển sang
câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi một phần chúng ta mở 4 câu. Đầu tiên bây giờ chúng ta mở cái phần quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm. 11 câu, bây giờ chọn hai câu đi ạ. Anh chị nào xung phong chọn thì Minh Thư đi, Minh Thu đi, cho mời Minh Thu mà chọn hai câu trong số 11 câu của quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm. Thu chọn câu nào? Chọn câu nào thì gõ vào cái số chat. Thu có ngồi còn ngồi không? Rồi câu 7, câu 11. Rồi hai câu số lẻ phải không? Giờ chúng ta cùng bắt đầu câu số 7 trước nè. Tôi tin rằng với hai câu này bạn Thu chọn ngẫu nhiên thì cũng không làm khó những anh chị còn lại ha. Là không có gì, chúng ta vẫn có thể đưa ra được câu trả lời chính xác. Đây là câu số 7. Theo luật kinh doanh bảo hiểm, bên mua hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng và được hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng trong trường hợp nào sau đây? A, B, C hay D? Ở Liêu, Quế Anh, Minh Thư, Ký Kiều, Ngọc Bích, rồi tất cả và ALH tất cả đều chọn C. Rồi hoàn toàn chính xác nha, đáp án của câu số 7 đó chính xác là C, có nghĩa cả A và B đều đúng. Rồi nhớ lắm nữa mình kiểm tra cái bảng đáp án ha. Nào câu số 11 nào. Tiếp tục câu 11 nha. 100% tôi tin rằng là những câu này thì các bạn bên Kiên Long Bang thì không làm khó các bạn, các anh chị. Đây câu 11 đây, rồi trước khi chúng ta mở đáp án. Nếu có sự thay đổi làm giảm mức rủi ro, làm giảm mức độ rủi ro, làm thay đổi những yếu tố làm cơ sở tính phí thì bên mua hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm. Câu này suy luận cũng được luôn á. Nhưng mà cái chỗ này cẩn thận không bị nhầm nha, giảm phí bảo hiểm, còn có B là tăng số tiền bảo hiểm. Cái nó khác nhau. D là cả ABC đúng. Rồi có hai ý kiến cho là D, hai ý kiến cho là A. Bây giờ D có thêm Minh thì chị Minh gì đây nữa. D là cũng A này, A1 ai đề nhiều chiếm nhiều hơn rồi đó. Rồi bây giờ xem nha, xem câu 11 số chọn D là nhiều hơn, bây giờ chúng ta xem thì có phải D không nha. Rồi nãy câu số 7 là mình chọn số 7 là mình chọn C rồi đúng không, chọn C. Số 11 là chọn D nhiều hơn là chọn A. A để xem có ai đây. A có mỗi mình Thu thôi. A có hai Thúy Liễu nữa, Thúy Liễu và Minh Thu là chọn A thôi, còn số còn lại chọn D. Và đây là đáp án. Xin chúc mừng Thúy Liễu và Minh Thu. Không có tăng số tiền bảo hiểm ra, tăng số tiền lên thì khách hàng phải đóng thêm phí, đúng không? Đấy. Nhưng mà phí khách hàng khi bắt đầu tham gia thì phí nó giữ nguyên rồi. Mà tăng số tiền bảo hiểm lên thì thành ra là khách hàng được bảo vệ nhiều hơn mà làm thay đổi yếu tố rủi ro mà. Nếu mà rủi ro lỡ mức độ rủi ro nó tăng lên thì sao, đúng không? Đây là mức độ rủi ro sao, làm tốt giảm giảm yếu tố ro thì là tăng số tiền bảo hiểm lên thì không phải nó tương ứng với cái phí, nó tỷ lệ theo cái yếu tố rủi ro. Và đây là câu số 7, lúc nãy chúng ta chọn C là đúng rồi nè. Nhưng mà đây nè, tăng thời hạn 11 là D hả? Giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm chứ. Giảm phí bảo hiểm cho thời gian hợp đồng còn lại chứ. Cái chỗ này câu 11 này chúng tôi để kiểm tra lại nha. Tăng số tiền thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Tăng thời hạn bảo hiểm, tăng phạm vi bảo hiểm cho thời gian còn lại. Không, không, chúng tôi không nghĩ rằng câu 11 này là đáp án D đâu. Chúng tôi đã kiểm tra lại cái bảng đáp án này.
Câu 11 này đáp án phải là đáp án A chứ không phải đáp án D được nha. Anh chị nó có thể là làm đề cương rồi mà theo cái bảng đáp án này là câu 11 này chúng tôi đã đánh dấu lại để chúng tôi kiểm tra lại. Chúng tôi không nghĩ rằng là cái đáp án này là vì là chính xác. Ok, rồi chúng tôi tạm thời chúng ta tạm tạm chấp nhận đáp án của câu 11 là D nhé. Chúng ta tạm chấp nhận và chúng tôi sẽ check lại, sẽ kiểm tra lại theo trên cái đáp án của các cái bộ đề cương của Bộ Tài chính gửi thì chúng tôi được biết là đáp án D. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm chọn đáp án D nhưng mà chúng tôi phải kiểm tra lại cái ý của cái câu 11 này. Rồi, bây giờ, như vậy chúc mừng các anh chị chọn D nhé. Rồi, tôi xin lỗi nhưng cái câu 11 là một số chị chọn thì nó là A là Minh Thu và Thúy Liễu đúng nhưng mà ở đây đáp án là D. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Rồi bây giờ sang phần quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm. Chọn hai câu. Bây giờ mời Thúy Liễu chọn đi. Mời Thúy Liễu chọn đi. Vừa rồi có lỗi với Thúy Liễu cho nên bây giờ mời Thúy Liễu chọn hai câu trong số 14 câu của quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm. Thúy Liễu chọn câu nào? Chọn ngẫu nhiên thôi. Rồi, 3 và 9. Rồi, bây giờ chúng ta làm tiếp phần quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong với hai câu nha. Câu số 3 nè. Mình bắt đầu với câu số 3 trước. Câu số 3. Đây, câu số 3 đây. Theo luật kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm không có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm, đồng thời phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên bảo hiểm trong trường hợp nào sau đây? A, B, C hay D? Rồi, tôi thấy là có câu trả lời anh Sơn Bích Ngọc thì có khác so với quan điểm của Thúy Liễu và anh Sơn. À, rồi iPhone của Hậu cũng cũng có quan điểm cùng với Bích Ngọc. Chúng ta để ý cái câu hỏi nhé. Câu hỏi là không có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Không có quyền. Như vậy á với cái câu số 3 này á thì cảm ơn bạn Thúy Liễu, bạn chọn câu số 3 rất là tốt á. Gặp những cái câu cứ dễ hoài rồi mình trả lời nó đúng đôi khi mình dẫn đến chủ quan. Thì chúng ta đọc kỹ cái trường hợp A này là doanh nghiệp bị được quyền đó, được quyền chấm dứt đó. Bởi vì khi mà cái cơ sở chứng phí nó tăng lên, nó tăng lên rủi ro thì doanh nghiệp bị tính lại phí, đương nhiên là phải tính phí nhiều hơn, chi phí phải tăng, nhưng mà bên bảo hiểm lại không chấp nhận cái việc tăng phí đó, đúng không? Thì làm sao mà doanh nghiệp không có quyền đơn phương? Và đáp án của câu số 3 này là C. Bởi vì doanh nghiệp cái có quy định về thời gian gia hạn đóng phí mà, đây mà không đóng đủ phí trong thời gian nào đó, là trong gia hạn 60 ngày đó, bên bên mua chưa đóng thì hết 60 ngày gia hạn thì mới được là đơn phương chấm dứt hợp đồng, chấm dứt thực hiện hợp đồng mà đây lại chưa trong trong thời gian gia hạn. À, như vậy chúng ta có thể nhầm cái câu số 3 này nhưng mà chúng ta sẽ chắc chắn sẽ nhớ hơn nếu câu này xuất hiện trong đề thi sắp tới. À, rồi câu số 3 rồi, bây giờ câu số mấy nữa, số 7 đúng không? À, số 9. À, Liễu chọn số 3, số 9. Tiếp tục câu số 9. À, số 9 đây. Hay luật kinh doanh bảo hiểm chọn phương án sai về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm.
Chọn phương án sai nha. Số 9. Rồi, có hai thành viên chọn A rồi, Minh và ALH. Thì chưa kịp gõ số 9 các bạn cũng đã có câu trả lời rồi đó. Có hai thành viên đưa ra câu trả lời là A rồi đó. Để xem nào. Rồi, answer cũng A. Một nữ A, Thúy Kiều A, Thảo Liễu A. Ok, rất nhiều chị chọn A. Các anh chị biết vì sao không? Biết vì sao là đáp án là sao? Đáp án A là các anh chị chọn là chính xác đó. Và cái A chính là phương án sai về nghĩa vụ. À, biết không? Biết vì sao không? Mình chọn câu đưa ra đáp án là đúng, nhưng mà tại sao nó đúng đôi khi phải hiểu một chút nha. Thì thực ra cái câu số 9 này, cái lựa chọn A nó là quyền, còn ở đây người ta nói về gì, nghĩa vụ. Đó lý do tại sao mà A là phương án sai. Rồi, xin cảm ơn bạn Thúy Liễu, bạn chọn hai câu rất là tốt đó, những cái câu mà nó hơi hắc não một chút để các anh chị phải suy nghĩ. Và nào bây giờ thì chúng ta sang cái phần trả lời về quy định liên quan đến đại lý bảo hiểm. Chúng ta xem thử, mình trả lời cũng bốn câu ngẫu nhiên. Đây chúng ta xem lại đáp án này, vừa rồi là câu số 3 và số 3 đây đúng không, đáp án C này. Câu số 9 là đáp đây, số 9 đây. Nào bây giờ chúng ta nói đến các cái quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm, thì phần này có 26 câu. Chúng ta chọn hai câu. Bây giờ chỗ cho ai mới tin mới này, iPhone của Hậu đi, mời mời iPhone của Hậu. Không biết là có iPhone của Hậu là của Hậu, tên tham dự của bạn là Hậu luôn hay là của một người khác thì không biết, tôi gọi tên trên trên tài khoản. Mời iPhone của Hậu chọn hai câu ngẫu nhiên trong số 27 câu. Cho biết là hai câu là những câu nào để tôi mở ra bài, cả lớp chúng ta cùng trả lời. Câu 8 và câu 10. Rồi, câu 8, câu 10, hai câu gần nhau, hai câu số chẵn ha. Thì chúng ta xem câu số 8 trước, trả lời câu số 8 trước. Số 8. Rồi, đây, câu số 8 đây. Cá nhân được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp yểm khác cần có điều kiện nào dưới đây của doanh nghiệp yểm mình đang làm đại lý? Câu này có thể suy luận được không? Rồi, ai a rồi. Nếu ở cái này chúng ta suy luận được mà, ví dụ bây giờ đang làm cho Hanh Hoa xong rồi đồng thời làm cho MB Exit Line mà không cần cái gì, Hanh Hoa chấp chấp thuận thì cứ muốn làm cho doanh nghiệp bao nhiêu doanh nghiệp thì làm, thì liệu cái điều đó luật nó có cho phép hay không? Luật cũng không quy định cụ thể, thực tế trong luật có quy định luôn á. Có thể chấp nhận bằng bất kỳ hình thức nào hay là nói miệng cũng được á. Rồi, chúc mừng câu số 8 nha, chính xác rồi, đáp án A. Có nghĩa là làm cho doanh nghiệp bảo hiểm rồi, bây giờ làm một cái lĩnh vực khác là bảo hiểm thì không ai cấm hết. Không cần sự chấp thuận, không cần là doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận thì mới được, cần có điều kiện chấp thuận. Cá nhân được đồng thời làm đại lý, được đồng thời làm đại lý điều kiện ở đây là ở là một cái lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực khác. Nào câu số 10 nào. Nào, chúc mừng các bạn anh chị, câu số 8 ta chọn hai là đúng rồi nha. Đây câu số 10, câu số 10 hỏi về, nói về như gì đây? Theo luật kinh doanh bảo hiểm, đối tượng nào sau đây được ủy quyền cho đại lý bảo hiểm trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm? A. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, B. Doanh nghiệp bảo hiểm, C. Bên mua bảo hiểm, và D là cả A, B, C đúng.
Rồi tôi thấy là có ba, có quan điểm khác đây, có hai quan điểm cho là D, một quan điểm cho là B, hai quan điểm cho B, hai D hai B thì liệu D. Vâng, bây giờ chúng ta đọc kỹ ra thế nè, ủy quyền cho đại lý bảo hiểm, ủy quyền cho đại lý bảo hiểm, thì chúng ta lưu ý là liên quan đến cái việc gì vậy? Đó là các cái hoạt động á, của đại lý bảo hiểm á. Đó, thì đó là cái gợi ý và đây là đáp án các anh chị, đó chính là doanh nghiệp bảo hiểm chứ còn không phải là bên mua bảo hiểm đâu. Bên mua bảo hiểm mà làm sao mà ủy quyền cho đại lý bảo hiểm làm được, phải không? Thì đó là doanh nghiệp bảo hiểm chứ không phải là, cũng càng không phải là doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Và chúng ta xem lại câu số, đáp án câu số 8 và câu số 10. Câu số 8 lúc nãy chúng ta chọn A đúng không? Câu số 10 là B. 2, 8, 10. Xem hai câu. 8 đâu? Đây, 8A đây. 10B đây. Đó. Như vậy là chỗ 10 này thì có một số thành viên chọn D ha. Thì chúng ta có ở đây rất tiếc là chúng ta nhầm. Không phải D đâu, không là phải K3 được đâu, chỉ là bên doanh nghiệp bảo hiểm thôi. Thì chỗ này chúng ta về đọc kỹ lại chúng ta sẽ hiểu thôi, không có gì khó đâu nhá, không khó. Doanh nghiệp bảo hiểm liên quan đến này thì chia sẻ lại cái màn hình lúc nãy nè, cái màn hình lúc nãy liên quan đến cái quy định về luật á, là đây nè, nội dung hoạt động của đại lý bảo hiểm nè, chính là đại lý bảo hiểm được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện các cái hoạt động giới thiệu chào bán bảo hiểm nè, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm nè, hợp đồng nè, thu phí này, thu thập hồ sơ nè, thì đó là doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho đại lý thực hiện cái hoạt động. Cho nên chỗ đây chúng ta xem nè, đại lý bảo hiểm là gì, là tổ chức hoặc cá nhân. Cá nhân này đại lý được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền, thấy chưa? Ủy quyền làm gì? Ủy quyền làm những cái này này. Đó. Được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái nội dung thứ 11 rồi. Như vậy là 12 cái chủ điểm mà sáng hôm nay thì giới thiệu thì mình đã nói đến chủ điểm thứ 11 rồi. Bây giờ chúng ta nhìn lại 11 chủ điểm mà mình đã đi qua nha, 11 chủ điểm mình đã đi qua. Và trước khi chúng ta đi đến cái chủ điểm cuối cùng của buổi chiều hôm nay, của ngày hôm nay. Đây là 12 chủ điểm mà sáng nay thì đã giới thiệu tổng quan để rồi chúng ta đây đã đi được đến tới thời điểm này, chúng ta đã đi xong được 11 chủ điểm. Tôi thấy là làm việc với cán bộ và nhân viên của Kiên Long Bang thì thấy rất là nhẹ nhàng, rất là thuận tiện. Chỉ có điều là các anh chị vì lý do công việc đặc thù gì đó mà chúng ta không 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 tập trung được thôi. Chứ còn tôi thấy là các anh chị đây 12 chủ điểm đây, học nắm kiến thức rất nhanh và thậm chí là cũng rất là chắc nữa đó. Bây giờ 12 chủ điểm nè, rủi ro bảo hiểm làm bộ. Xong thuộc ngữ bảo hiểm, loại trừ bảo hiểm, các loại hình bảo hiểm, cái này phần này cô Giang chia sẻ nè. Bảo hiểm sức khỏe, nguyên tắc bảo hiểm, quy định về bảo hiểm đầu giờ chiều hôm nay. Không, là hồi sáng chúng ta là cuối buổi hồi sáng, quy định về mốc thời gian thì chiều hôm nay, quyền và nghĩa vụ của bên bảo hiểm doanh nghiệp trong hợp đồng bảo hiểm, thì vừa hồi, giúp anh chị đại lý bảo hiểm khái niệm và các hoạt động ủy quyền hay là các quy định về đại lý bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng đại lý bảo hiểm, 11 chủ điểm. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái phần chủ điểm thứ 12. Bởi vì các cái quy định khác của luật kinh doanh bảo hiểm thì nó có một số, ví dụ như vốn pháp định này, ví dụ như là dự phòng tài chính này, thì đây là những cái quy định mà chúng ta đòi hỏi
nó có trong bộ đề cương, trong cái ngân hàng đề thi của Bộ Tài chính, và đặc biệt là chúng ta phải nắm được những cái quy định này để sau này nó phục vụ cho công việc tư vấn của chúng ta. Những kiến thức liên quan đến cái luật, liên quan đến luật nói chung và liên quan đến cái nội dung mà ngay sau đây á, nó thực sự rất là thiết thực để mà tư vấn tài chính chúng ta, những anh chị cán bộ và nhân viên của Kiên Long Bank, chúng ta vận dụng để rồi chúng ta giải thích những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của khách hàng. Và bây giờ thì mời các anh chị chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung liên quan đến cái chủ điểm thứ 12. Và phần này chuyên viên huấn luyện Phạm Phương Giang sẽ hướng dẫn và cùng với các chị để ôn tập. Các chị chờ một xíu. Rồi, cảm ơn thầy Tiệp rất là nhiều ạ. Xin chào các anh chị, chị Ngọc Nữ, chị Đoạt, chị bé Linh. Nếu như các anh chị là đang làm hay là các anh chị đang học ạ? Đang thấy các anh chị đang chăm chú lắm nhưng không biết là mình có được dành thời gian tập trung để học hay không ạ? Hay là mình vẫn đang phải xử lý công việc của các anh chị? Nào, các anh chị nào mà đang có thời gian tập trung 100% cho cái việc mà ôn tập này thì anh chị cho Giang số 1 vào khung chat nha. Vừa giao dịch vừa học à? Vất vả quá. Vậy mà mình vẫn nắm được kiến thức là quá là giỏi đó các anh chị. Đúng không ạ? Vừa giao dịch với khách hàng nè, vừa đảm bảo công việc của bank lại vừa học để có kiến thức để mai đi thi, xong rồi là chúng ta đạt được kết quả đạt thì thực sự là phải đáng phải tuyên dương đúng không? Quá là tuyệt vời luôn. Rồi vậy thì cố gắng nha các anh chị, cố gắng nha, vừa học vừa làm rất là tốt ạ. Dạ vâng ạ. Rồi nếu mà các anh chị ở cùng giao dịch, cùng phòng á, các anh chị mà thay phiên được cho nhau á, ai mà ngồi tập trung được nghe xíu thì sẽ tiếp thu sẽ tốt hơn, sẽ nhớ bài hơn đúng không ạ? Còn nếu mà lúc nào mình bận thì các anh chị khác lại thay phiên nhau nghe, thì sau đó mình truyền tải lại cho nhau. Thì người ta có nói là khi mà mình học một cái kiến thức nào đó rồi mình truyền đạt lại cho người khác hiểu thì cái việc mà chúng ta nhớ bài nó lại còn tốt hơn nữa các anh chị. Đó. Thế chúng ta có một người cử, một người học đúng không ạ? Một người nào mà học tốt nhất ạ. Sau đó thì chúng ta truyền đạt lại những kiến thức mà nghe được lại cho các anh chị ở trong phòng giao dịch của mình thì thực sự là quá là tuyệt vời luôn. Nên cái này khuyến khích nha các anh chị, khuyến khích luôn. Vậy thì để tiết kiệm thời gian ạ, để cho các anh chị có thể hoàn thành được cái phần học ngày hôm nay và nhớ được nhiều nhất ạ, thì đăng sâu lại cái phần màn hình và kênh chúng ta sẽ tiếp tục ha. Rồi, vừa rồi thì thầy Thiệp mà cùng các anh chị và từ sáng đến giờ thì chúng ta đã làm đến 11 phần, phần thứ 11 rồi, hết phần thứ 11 rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn phần nhỏ nhỏ ở cuối thôi, nghĩa là phần thứ 12 là cái phần mà thực sự nó khá là tổng hợp, khá là nhiều các kiến thức khác của luật kinh doanh bảo hiểm. Mà chỗ phần nội dung này thì nó khá nhiều kiến thức nha các anh chị. Và như buổi sáng thì Giang có chia sẻ với các anh chị là cái phần nội dung này thì cũng khá là nhiều câu hỏi liên quan. Nên là cái phần nội dung cuối này thì chúng ta cũng cố gắng là dành thời gian tập trung ạ. Sau khi mà kết thúc cái phần nội dung này xong ấy thì chúng ta sẽ cùng nhau thử làm một cái đề thi tổng hợp 40 câu bao gồm tất cả các cái nội dung kiến thức của 12 phần này để xem là chúng ta sau khi mà hôm nay được tổng hợp lại này, được nhắc nhớ kiến thức này, được đưa ra những cái từ khóa này thì cái khả năng mà mình làm để đạt ý nó có cao hơn so với ngày hôm qua hay không. Nếu vậy chúng ta thử lại một lần nữa nha. Và Giang cũng tin chắc rằng là chắc chắn là sau cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tăng level của mình á,
tăng cái độ cái điểm của mình á, thay vì là chúng ta tự học đúng không, thì hôm nay là chúng ta được nghe lại, chúng ta được nhắc nhớ lại, được giải thích bên cạnh những cái việc mà chúng ta đọc thì chúng ta được giải thích là lý do tại sao mà lại phải quy định như vậy, thì cũng khá là dễ nhớ ha các anh chị. Rồi chúng ta đi vào phần nội dung còn lại nho nhỏ phần cuối giờ chiều ngày hôm nay ạ, phần nội dung kiến thức cuối cùng cũng khá là quan trọng, đó là một số quy định khác trong luật kinh doanh bảo hiểm. Trong cái phần nội dung này thì chúng ta có những quy định khác nào, có quy định khác nào các anh chị? Những cái điểm lớn thì chúng ta đã đi qua hết rồi, vậy thì những cái điểm nào là cái điểm nội dung mà còn gọi là phải quy định khác, thì đó là những cái quy định liên quan đến tài chính đúng không ạ, liên quan đến quản lý nhà nước, những cái phạm vi điều chỉnh trong luật kinh doanh bảo hiểm, rồi những cái quy định liên quan đến môi giới bảo hiểm, rồi đại lý bảo hiểm, bên ngoài đại lý bảo hiểm đúng không ạ? Môi giới bảo hiểm và các hình thức khác, các hình thức phân phối bảo hiểm khác, hoa hồng bảo hiểm đó, những cái phần nội dung đó sẽ được gói gọn trong cái phần quy định khác này. Thì đầu tiên á, mình nhìn rộng hơn, mình rộng rộng hơn về về câu chuyện là cái luật kinh doanh bảo hiểm họ quy định chung về điều gì, phạm vi điều chỉnh của luật kinh doanh bảo hiểm là gì, thì các anh chị nhớ giúp cho Giang là luật kinh doanh bảo hiểm của chúng ta sẽ điều chỉnh các cái hoạt động của các tổ chức, những cái hoạt động liên quan đến kinh doanh bảo hiểm đúng không ạ, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm, và những cái loại hình ví dụ như bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhà nước, bảo hiểm xã hội sẽ không nằm trong phạm vi điều chỉnh của cuốn luật kinh doanh bảo hiểm này. Nên các anh chị nhớ nhá, khi mà có câu hỏi liên quan tới bảo hiểm y tế hay bảo hiểm xã hội ạ, bảo hiểm xã hội của nhà nước ấy, thì sẽ không nằm trong phạm vi điều chỉnh của cuốn luật kinh doanh bảo hiểm. Tiếp theo là cơ quan chịu trách nhiệm chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm là cơ quan nào ạ? Là Bộ Tài chính được không ạ? Nhưng tất cả các cái câu hỏi nào mà nhắc tới cái cơ quan chịu trách nhiệm trước cái việc kinh doanh bảo hiểm thì các anh chị nhớ chọn giúp Giang câu trả lời đó là Bộ Tài chính, không phải Bộ Công an, không phải Bộ Kế hoạch Đầu tư nhá, nhớ ha anh chị. Rồi, pháp luật kinh doanh bảo hiểm quy định về hợp đồng, về trách nhiệm cung cấp thông tin giữa các bên cần phải đầy đủ, chính xác, trung thực đúng không ạ, giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đó, bên mua và bên bán thì được theo đúng nguyên tắc trung thực tuyệt đối đó ạ. Tổ chức cá nhân tại Việt Nam có nhu cầu tham gia bảo hiểm thì chỉ được thì ạ, tham gia bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam, trừ trường hợp sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, trừ trường hợp này, còn đâu là gì sẽ chỉ được tham gia ở các doanh nghiệp được cấp phép thành lập và tại Việt Nam. Vậy thì các tổ chức nào được phép kinh doanh ở tại Việt Nam thì trong luật kinh doanh bảo hiểm cũng ghi rất là rõ các hình thức các anh chị, đó là công ty cổ phần bảo hiểm, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô và các chi nhánh bảo hiểm phi nhân họ nước ngoài. Đúng không ạ? Bốn cái loại hình này thì được phép kinh doanh bảo hiểm. Rồi, hôm trước thì Giang có nhận được một số câu hỏi của các anh chị bên Kim Long Bank. Các anh chị nói là có một cái hình thức, nó là hình thức hợp tác xã các anh chị. Hợp tác xã bảo hiểm thì trước đây có nằm trong cái tổ chức kinh doanh bảo hiểm ở trong cuốn luật cũ nha. Nhưng mà luật của mình ở đây là mình đang update theo kiến thức của luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nên là có một số cái nội dung thay đổi. Thì với luật mới này thì câu hỏi của mình cũng thay đổi theo. Tức là lúc này hợp tác xã bảo hiểm sẽ không phải nằm trong cái loại hình hay là cái tổ chức được kinh doanh bảo hiểm nữa. Nên là câu hỏi sẽ khi mà chúng ta gặp hợp tác xã bảo hiểm thì đây lại là tổ chức không được kinh doanh bảo hiểm. Được không ạ? Hình dung không các anh chị? Và văn phòng đại diện văn phòng đại diện cũng không có chức năng kinh doanh bảo hiểm. Nhưng các anh chị khi mà đọc câu hỏi mà có nhắc tới văn phòng đại diện thì văn phòng đại diện các anh chị lưu ý chỉ có chức năng thực hiện xúc tiến thương mại, điều tra thị trường, theo dõi dự án đúng không, set up văn phòng các kiểu để tiến hành trước khi mà chính thức hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Và văn phòng đại diện thì hoạt động thì có giấy phép tối đa là 5 năm nếu mà không đáp ứng được các cái điều kiện của Bộ Tài chính quy định để mà hoạt động, thì tức là sẽ phải xin cấp giấy phép gia hạn. Đúng không ạ? Cấp giấy phép gia hạn. Vậy thì trong cái quá trình mà hoạt động trên phương diện là văn phòng đại diện thì sẽ không có chức năng là bán hay là tuyển đại lý để mà thực hiện kinh doanh bảo hiểm. Được không ạ? Thì đấy mình làm rõ luôn nha. Trong luật kinh doanh bảo hiểm 2023 thì cũng có bổ sung rất là rõ ràng về các hành vi bị nghiêm cấm trong các hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Được chưa ạ? Thì có liệt kê ở trên màn hình đấy, các anh chị có nhìn thấy không ạ? Các hoạt động không có giấy phép thành lập đúng không ạ? Đương nhiên rồi. Và hoạt động không đúng phạm vi được cấp phép.
không đáp ứng điều kiện hoạt động theo luật quy định của luật, thực hiện các hành vi gian lận, bao gồm gì ạ? Thông đồng với người thụ hưởng để giải quyết bồi thường, cái này là trục lợi liên quan trục lợi bảo hiểm, giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm hoặc là từ chối bồi thường trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Tiếp theo là tự gây thiệt hại về tài sản, về sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm. Và đặc biệt lưu ý trường hợp đe dọa, cưỡng ép giao kết hợp đồng bảo hiểm là một trong những cái hành vi bị nghiêm cấm. Thì cái này là có nằm trong câu hỏi thi nên các anh chị cái phần nốt đỏ là các anh chị lưu ý giúp cho Giang nha. Còn ngoài ra thì các anh chị lưu ý là trong các cái phần nội dung về các cái tổ chức được phép kinh doanh bảo hiểm thì chúng ta thấy là ở đây có nhắc tới chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ nhưng không có nhắc tới gì ạ? Chi nhánh bảo hiểm nhân thọ nước ngoài. Đúng không ạ? Nên là các cái công ty hiện nay đang kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thì chỉ được phép thành lập trên cái hình thức đó là công ty thôi chứ không có chi nhánh của các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài. Nên gặp những cái cụm từ mà liên quan đến chi nhánh nhân thọ nước ngoài là coi như là mình biết ngay là đây là cái hình thức không được phép kinh doanh ha, hình thức sai. Rồi và cái này thì Giang cũng nói rồi, ở trong cái phần loại hình đó là cái doanh nghiệp bảo hiểm mà đã kinh doanh loại hình nhân thọ thì không được phép kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và ngược lại, nhưng được phép kinh doanh chung một loại hình đó là bảo hiểm sức khỏe. Và Giang cũng nhắc lại luôn đó là gì ạ? Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thì chỉ được kinh doanh bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 1 năm trở xuống. Và các cái sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn 1 năm trở xuống. Tóm lại là các cái sản phẩm liên quan tới bảo hiểm phi nhân thọ thì sẽ có thời hạn là 1 năm trở xuống. Chỉ có tham gia ở bên nhân thọ nhà mình thôi, đúng không ạ? Thì mới được tham gia thêm các cái sản phẩm nhân sức khỏe mà có thời hạn dài trên 1 năm. Được không ạ? Thế là cái điểm lưu ý ha. Đây cũng là một cái điểm sale các anh chị. Điểm, vừa là điểm sale vừa là cái quy định của luật mà chúng ta cần nhớ để đi thi. Và sau này cũng sẽ sử dụng để các anh chị có thể bán được và tư vấn các sản phẩm bảo hiểm nếu khách hàng muốn tham gia dài hạn ha. Rồi ngoài những quy định ra thì có những cái hình thức cung cấp sản phẩm bảo hiểm nào trên thị trường hiện nay ạ? À, theo các anh chị, ngoài bank nhà mình ra thì còn những cái hình thức nào mà khách hàng khi mà muốn tham gia sản phẩm bảo hiểm ấy, khách hàng có thể tìm mua không? Thì mua ở nơi nào? Ở chỗ nào? Ở địa điểm nào thì có thể mua được các sản phẩm bảo hiểm ạ? Nhà mình có thể cạnh tranh với những cái đối tượng nào các anh chị? Nếu các anh chị nào mà đang ngồi ở trên màn hình ạ, đang ngồi máy thì các anh chị có thể trả lời giúp Giang không? À, anh Đăng Khôi nói là kênh đại lý bảo hiểm. Đúng rồi, kênh đại lý bảo hiểm. Nhà mình có phải là đại lý bảo hiểm không cả nhà mình? Bank có phải đại lý bảo hiểm không ạ? À? Theo quy định của luật ạ? À? Có thể có rất là nhiều tên gọi khác nhau đúng không ạ? Tư vấn tài chính, đại lý bảo hiểm, rồi gì ạ? Đại lý tổ chức hay là tư vấn hoạch định tài chính, nhiều cái tên hoa mỹ lắm cả nhà. Nhưng thực ra là các hình thức cung cấp sản phẩm bảo hiểm thì theo luật kinh doanh bảo hiểm họ quy định thì có các hình thức cung cấp sản phẩm bảo hiểm như sau. Thứ nhất là cung cấp trực tiếp ạ. Có nghĩa là trực tiếp từ công ty bảo hiểm và đến thẳng tay người khách hàng, người sử dụng. Thì đó là theo cái con đường là đi vào trực tiếp. Thì ở tại các công ty bảo hiểm hiện nay thì chủ yếu là công ty phi nhân thọ thôi các anh chị, là bán trực tiếp các cái sản phẩm bảo hiểm đúng không ạ? Đến với khách hàng của mình. Rồi ngoài trực tiếp ra là thông qua đấu thầu. Đấu thầu này cũng thông thường là các sản phẩm phi nhân thọ thôi, các cái tài sản cũng như là cái phần mà gọi là dự án lớn đó. Thì sẽ có các hình thức thông qua đấu thầu. Và thông qua đấu thầu này cũng cần phải thông qua các đại lý, các đại lý để mà làm các công việc đấu thầu này, các hồ sơ giấy tờ đấu thầu. Và thông qua gì? Trung gian. Trung gian ở đây là ai? Thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu ha. Rồi thông qua giao dịch điện tử. Như bây giờ các anh chị biết là thông qua Shopee, Tiki đúng không ạ? Hoặc là những cái sàn giao dịch điện tử như vậy là chúng ta cũng có thể tìm mua các sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên là các sản phẩm này thì khá là đơn giản cả nhà, chủ yếu là bảo vệ trước những rủi ro tai nạn hoặc là mua bảo hiểm sản phẩm, các cái sản phẩm bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm cháy nổ hay là ô tô xe máy cho tài sản thì thường là thông qua những cái phần giao dịch điện tử này thì khách hàng có thể tự tìm mua. Ngoài ra thì các cái hình thức khác theo quy định của pháp luật được quy định. Thì vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cái phần khâu hình thức cung cấp bảo hiểm qua thông qua trung gian. Thì trung gian ở đây các anh chị lưu ý là có nhiều câu hỏi liên quan tới trung gian là đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm.
Vậy thì vừa nãy Giang có hỏi các anh chị là thông qua ngân hàng hay là thông qua đại lý bảo hiểm ở bên ngoài ấy mà các anh chị hay gặp ấy thì có phải là giống nhau không? Thì thực ra bản chất vẫn là đại lý bảo hiểm cả nhà, vẫn là khâu trung gian thôi, đúng không ạ? Không phải là trực tiếp với công ty bảo hiểm mà bán thẳng cho khách hàng, mà đây vẫn là thông qua một cái tổ chức trung gian hay là một người trung gian, một đại lý trung gian. Thì tóm lại là ở trong luật kinh doanh bảo hiểm họ chỉ quy là gì ạ? Cùng một cái khái niệm đó là đại lý bảo hiểm. Vậy thì ngoài đại lý bảo hiểm ra thì còn môi giới bảo hiểm nữa. Thế vậy môi giới và đại lý bảo hiểm thì có cái gì khác nhau, giống và khác nhau? Thì đầu tiên là giống nhau là gì? Là cùng là cái khâu trung gian để cung cấp sản phẩm bảo hiểm, đúng không ạ? Và hưởng hoa hồng và được ủy quyền thu phí của khách hàng, được chưa ạ? Đấy là cái điểm giống nhau giữa đại lý và môi giới. Nhưng nhiều khi mọi người cứ bị thấy là gì, nó giống nhau, nghĩ rằng là giống nhau, nhưng thực ra có một cái điểm khác nhau căn bản là gì ạ? Đại lý bảo hiểm sẽ là đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các công việc được ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm. Và các công việc như thế nào thì các anh chị đã được đề cập tới ở trong phần đại lý bảo hiểm rất là chi tiết rồi. Còn với môi giới ạ, thì không phải là đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm mà họ là đại diện cho bên mua bảo hiểm thực hiện các yêu cầu của bên mua để tìm những cái sản phẩm bảo hiểm sao cho phù hợp với nhu cầu của họ. Và môi giới sẽ giúp cho họ ký kết, làm trung gian ký kết hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm. Nên là cái căn bản khác nhau là đại diện cho ai nha. Đại lý thì đại diện cho doanh nghiệp, còn môi giới đại diện cho bên mua bảo hiểm. Và chúng ta nhận biết bằng các cái cụm từ như ở phần bôi màu ở trên màn hình ạ. Thì khi mà các anh chị đọc các câu hỏi có những cái từ nhận diện như này thì các anh chị sẽ biết đâu là đại lý bảo hiểm, đâu là môi giới, thì chúng ta phân biệt được để trả lời các câu hỏi. Vậy là khác nhau khá là rõ nét đúng không ạ? Khác nhau khá là rõ nét. Rồi vậy thì vừa rồi mình có nhắc tới là đại lý bảo hiểm hay môi giới bảo hiểm thì đều là khâu trung gian để phân phối sản phẩm bảo hiểm, đem các cái sản phẩm tuyệt vời của các doanh nghiệp bảo hiểm đến tay của khách hàng của mình, thì họ được nhận hoa hồng. Nếu hoa hồng ở đây là khoản tiền gì? Là khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả cho đại lý và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ha. Không trả cho khách hàng được không cả nhà? Không trả cho khách hàng mà sẽ trả cho bên trung gian để cái công sức mà họ tư vấn và làm trung gian phân phối sản phẩm bảo hiểm. Và hoa hồng này sẽ tính dựa trên gì ạ? Phí bảo hiểm thực tế thu được trên từng hợp đồng bảo hiểm. Và được quy định rất là rõ ở trong hợp đồng đại lý bảo hiểm cũng như là hợp đồng môi giới. Tỷ lệ hoa hồng đại lý này được trả theo gì ạ? Quy định của pháp luật, chứ không phải là công ty muốn trả bao nhiêu thì trả. Nó có quy định rất là rõ ràng. Và cũng không trả cố định, được không ạ? Không trả cố định, mà quy định của pháp luật là sẽ quy định cái mức gì ạ? Mức tối đa. Mức tối đa nghĩa là mức trần ấy ạ. Mức trần tối đa với từng nghiệp vụ bảo hiểm. Này, mỗi nghiệp vụ sẽ có một quy định riêng. Vì vậy nên là các doanh nghiệp căn cứ vào đây để trả cho đúng quy định của pháp luật, có thể trả thấp hơn hoặc trả bằng mức tối đa mà bên Bộ Tài chính đã quy định, đã đưa ra. Có thể trả thấp hơn, đúng không ạ? Có thể trả thấp hơn nhưng không được cao hơn cái mức tối đa này. Thì đó là ý kiến thức liên quan tới việc trả hoa hồng bảo hiểm. Ngoài ra, hoạt động, cái này làm rõ thêm các anh chị, hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ạ. Vừa rồi Giang có chia sẻ với các anh chị rồi, hoạt động môi giới bảo hiểm ngoài câu chuyện là cung cấp sản phẩm bảo hiểm đến tay của khách hàng là môi giới ra, thì họ còn có môi giới cả cái nghiệp vụ, đó là nghiệp vụ tái bảo hiểm. Thì chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là tái bảo hiểm, đúng không ạ? Thế nào là tái bảo hiểm ha? Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm tư vấn, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường. Đúng không ạ? Đấy là những cái công việc khác ngoài câu chuyện là cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng, thì họ có thể cung cấp thêm các cái dịch vụ gọi là gì ạ? Phụ trợ, đúng không ạ? Phụ trợ cho khách hàng để gia tăng quyền lợi cho khách hàng trong quá trình tham gia hợp đồng bảo hiểm. Tiếp theo là hoạt động cung cấp thông tin tư vấn cho bên mua về loại hình sản phẩm, phí cũng như là các doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Được chưa ạ? Thì đấy là cái sự khác biệt của hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Vậy chúng ta vừa nhắc tới cái từ tái ở đây. Tái. Vậy thì tái bảo hiểm thì nó khác như thế nào với hoạt động bảo hiểm? Và ở trong luật 2023 thì có nhắc tới một cái khái niệm mới mà trước đây mình không có, đó là nhượng tái bảo hiểm ạ. Nhượng tái. Thế thực ra thì hai cái khái niệm tái và nhượng tái này thì cũng tương đồng giống nhau thôi. Mình chỉ cần hiểu là nó khác nhau thế nào so với bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, là mình cũng sẽ hiểu được hai cái khái niệm này. Thế vì
Vậy thì mình sẽ đi từng tiêu chí để chúng ta có thể làm rõ được ạ, anh chị phân biệt được tái bảo hiểm và nhượng tái cũng như là bảo hiểm luôn. Thì mục đích của việc tái bảo hiểm này là gì? Mình xác định đầu tiên là tái trước ha. Tái bảo hiểm là gì ạ? Là chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp bảo hiểm. Mình kinh doanh bảo hiểm là gì ạ? Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ nhận tiền phí từ bên mua, đúng không ạ? Và bảo vệ khi mà họ có rủi ro xảy ra. Thế nhưng mà tái bảo hiểm là không phải bảo vệ cho khách hàng là cá nhân hay các doanh nghiệp, mà là gì ạ? Mà chia sẻ rủi ro với các doanh nghiệp bảo hiểm nhé cả nhà. Vậy là mình bảo hiểm cho công ty bảo hiểm, đúng không ạ? Cái này các anh chị có cần lấy ví dụ làm rõ cái chỗ này không anh chị? Anh chị có muốn làm rõ không? Hay mình chỉ đơn thuần mình hiểu như vậy là được ạ? Khách hàng thì được công ty bảo hiểm bảo vệ, đúng không ạ? Những công ty bảo hiểm thì được ai bảo vệ ạ? Thì lại có những công ty tái bảo hiểm bảo vệ cho công ty bảo hiểm. Mà tại sao lại phải cần tái ạ? À, để bảo vệ cái gì ạ? Khả năng thanh toán, đúng không ạ? Khả năng thanh toán cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Cái này là quy định rất là chặt chẽ và đảm bảo an toàn cũng như là đảm bảo khả năng thanh toán trước những cái rủi ro của khách hàng ha. Rồi, các anh chị cứ hình dung ví dụ như là một công ty mà nhận quá nhiều khách hàng để bảo vệ, đúng không? Có những khách hàng thì không phải chỉ 1 tỷ, 2 tỷ như những cái cây mà các anh chị đang tư vấn đâu. Có những khách hàng VIP á, ở ngân hàng thì Giang biết là có rất là nhiều. Những người mà có mong muốn bảo vệ lên đến hàng trăm tỷ, á, hàng trăm tỷ, 200 tỷ, 300 tỷ. Như vậy nếu mà ôm quá nhiều những cái số tiền bảo hiểm lớn như vậy, nếu mà đùng một cái có rủi ro xảy ra hàng loạt thì sao các anh chị? Thì làm nào để đảm bảo được khả năng thanh toán của các công ty bảo hiểm? À, để tránh cái rủi ro về khả năng thanh toán đó thì cần đặt ra một cái nghiệp vụ nữa, đó là tái bảo hiểm đó, để chia sẻ rủi ro cho các doanh nghiệp bảo hiểm và đảm bảo khả năng thanh toán cho khách hàng của mình. Hình dung không ạ? Thế thì năm nay họ thêm một cái nghiệp vụ nữa để lại đảm bảo cái khả năng cho các công ty tái, đúng không ạ? Để chia sẻ rủi ro cho các doanh nghiệp tái bảo hiểm. Vậy là tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm. Nhà tái bảo hiểm xong rồi lại nhượng tái cho các công ty tiếp tục, đúng không ạ? Vậy là mình qua mấy tầng bảo vệ ạ? 2-3 tầng bảo vệ, đúng không ạ? Công ty bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm rồi lại nhượng tái bảo hiểm. Vậy thì cái khả năng mà chi trả rủi ro cho khách hàng là vô cùng là an toàn, đúng không? Thì đó là quy định của pháp luật ạ, các anh chị. Rồi, chỗ này thì không khó hiểu lắm, đúng không ạ? Đó là quy định của pháp luật và gia tăng thêm cái tầng bảo vệ cho quyền lợi cho khách hàng thôi ạ. Rồi, hoạt động ạ. Thì cái này cũng sẽ khá là rõ ràng các anh chị. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ nhận khoản tiền phí tái bảo hiểm để doanh nghiệp này là gì ạ? Doanh nghiệp khác sẽ cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm. Hình dung không ạ? Còn doanh nghiệp tái nhượng tái sao ạ? Sẽ chuyển giao một phần trách nhiệm đã nhận tái cho một doanh nghiệp bảo hiểm khác trên cơ sở thanh toán phí nhượng tái bảo hiểm. Hình dung không ạ? Rồi, vậy là khi mà khách hàng của mình mua bảo hiểm thì chỉ cần biết là tôi ký kết hợp đồng với ai thôi, khi có rủi ro xảy ra thì sẽ tìm đến doanh nghiệp bảo hiểm gốc đấy để chi trả quyền lợi. Còn việc mà ông doanh nghiệp bảo hiểm tái cho ai hay nhượng tái tiếp tục cho ai thì cái đấy là việc gì ạ? Ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp với nhau, đúng không ạ? Các doanh nghiệp với nhau, và khách hàng sẽ không quan tâm đến cái chuyện đằng sau đó, chỉ cần biết là cực kỳ an toàn thôi, đúng không ạ? Vì có cái nghiệp vụ tái và nhượng tái như thế này. Vì vậy thì nhận phí ở đây á, thì các anh chị, các công ty tái bảo hiểm sẽ nhận phí từ doanh nghiệp bảo hiểm chứ không nhận phí từ khách hàng nha. Còn khách hàng sẽ vẫn phải đóng tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm, được chưa ạ? Còn nhượng tái thì là gì ạ? Nhận phí từ các doanh nghiệp tái bảo hiểm. Đó là cái sự khác biệt rất là lớn ạ. Rồi, nếu các anh chị rõ cái phần này rồi, không có câu hỏi gì thêm ở chỗ khái niệm tái và nhượng tái thì các anh chị cho Giang số 1 vào khung chat được không ạ? Rồi, có cần giải thích gì thêm không anh chị? Nếu các anh chị có thêm cái phần kiến thức này thì khi mà chúng ta tư vấn cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng mà người ta tham gia với cái mệnh giá hợp đồng lớn á, rồi cái phí lớn á, và người ta cũng băn khoăn là gì ạ? Khi tôi tham gia một phí lớn như vậy, nếu mà công ty bảo hiểm mất khả năng thanh toán thì sao? Thì cái này là một cái trong những cái kiến thức để giúp chúng ta thấy rằng là tham gia bảo hiểm là cực kỳ an toàn ha, đảm bảo về khả năng tài chính ạ, để chi trả cho khách hàng. Rồi, các anh chị đâu hết rồi ạ? Cái phần vừa rồi Giang giải thích như vậy, không biết các anh chị có rõ không? Các anh chị có cần phải giải thích thêm gì không ạ? Nếu mà các anh chị đã rõ rồi thì cho Giang số 1 vào khung chat ha. Rồi, cảm ơn anh Thái Sơn. Hôm nay anh Thái Sơn học rất là tích cực nha. Giang sẽ theo dõi xem là
Anh thi xem là điểm anh có đạt điểm cao không, thì với những người như vậy thì Giang chắc chắn là sẽ điểm điểm sẽ chắc chắn là sẽ cao. Không nói đến câu chuyện đỗ hay trượt nha, chắc chắn là đỗ ạ. Đúng không ạ? Nhưng mà điểm sẽ cực kỳ cao ha. Nào các anh chị khác thì sao ạ? Buổi chiều nay tương tác không bằng buổi sáng đúng không ạ? Các anh chị bận hơn hay sao ạ? Đâu các anh chị đâu hết rồi, nãy thấy các anh chị còn mở cam, bây giờ còn chẳng thấy cam đâu nữa rồi. Ồ, các anh chị để đấy hình như mỗi anh Sơn học đúng không ạ? Mỗi anh Sơn học đúng không anh Sơn? Các anh chị khác đâu hết rồi? Cả nhà đang nghe là okay à. Rồi các anh chị không tiện gõ vào khung chat đúng không? Rồi, cảm ơn sự phản hồi của anh Thái Sơn. May quá có anh Thái Sơn tương tác, chứ không thì là tưởng các anh chị không nghe là cũng không không có nói muốn nói luôn đi này. Rồi tiếp tục ha. Rồi, vừa rồi là mình có những cái khái niệm mới rồi, Giang giải thích cũng kỹ kỹ xíu để các anh chị cũng lấy cái kiến thức nền của mình luôn về bảo hiểm ạ. Quy định tiếp theo là quy định về mặt tài chính. Ở trong cái câu hỏi thi của chúng ta thì hỏi khá một số câu liên quan tới vốn điều lệ. Vốn điều lệ thì người ta sẽ hỏi khái niệm, định nghĩa vốn điều lệ là gì. Thì các anh chị cũng thấy là gì, vốn điều lệ là trên trên màn hình luôn, các anh chị thấy rất là rõ ha, là tổng số tiền do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi mà thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc là được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Cái này là khái niệm đối với công ty cổ phần, còn đây là với công ty trách nhiệm hữu hạn ha, thì nó đều đúng hết là các anh chị, được ghi vào điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp tái bảo hiểm. Được chưa ạ? Đó là cái khái niệm liên quan tới vốn điều lệ. Và hiện tại thì vốn điều lệ bao nhiêu đúng không ạ? Hay là nó khác nhau như nào với vốn pháp định và những cái quy định chi tiết về vốn tối thiểu khi mà thành lập các doanh nghiệp bảo hiểm và các loại hình bảo hiểm. Thì hiện tại thì Giang biết là ở trong các cái câu hỏi thi của các anh chị khi thi á là chưa có cái phần câu hỏi này, nên là để tránh cái việc là chúng ta quá tải về kiến thức nên Giang cũng không có chia sẻ thêm cái phần này nữa. Đúng không? Các anh chị nào cần thì có thể là lên mạng chúng ta tìm hiểu thêm. Để đảm bảo an toàn về việc khả năng thanh toán cho khách hàng của mình á, thì các công ty bảo hiểm còn có lập một cái quỹ quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Vì với các cái quỹ này thì có cái mục đích sử dụng khác nhau và cách trích lập khác nhau. Với quỹ dự trữ bắt buộc thì các anh chị lưu ý những cái từ khóa này giúp cho Giang khi mà chúng ta có câu hỏi thi và câu hỏi thi, đó là cái quỹ dự trữ bắt buộc thì mục đích là gì ạ? Để bổ sung vốn chủ sở hữu và đảm bảo khả năng thanh toán. Được trích hàng năm là 5% lợi nhuận sau thuế, đúng không ạ? Mức tối đa của quỹ dự trữ bắt buộc này là 10% mức vốn điều lệ của doanh nghiệp vốn được cấp của chi nhánh. Có thể lập các quỹ dự trữ khác từ lợi nhuận sau thuế của năm tài chính theo quy định tại điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm. Những cái chỗ mà Giang nốt vàng ấy, thì cái chỗ đấy là những cái chỗ ấy là các anh chị để ý hơn ha, để chúng ta trả lời câu hỏi cho chính xác. Vậy thì ngoài quỹ dự trữ bắt buộc ra thì còn một cái quỹ khá là quan trọng để bảo vệ người được bảo hiểm. Quỹ này thì là gì ạ? Quỹ dự trữ bắt buộc thì để gì ạ? Để tăng bổ sung vốn điều lệ, đúng không ạ? Bổ sung vốn chủ sở hữu và đảm bảo khả năng thanh toán. Nhưng quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ạ, thì mục tiêu của nó là gì ạ? Đúng như cái tên gọi ấy, các anh chị, là bảo vệ người được bảo hiểm đúng không ạ? Nếu không may thì công ty bảo hiểm phá sản hoặc là mất khả năng thanh toán, đúng không ạ? Thì đấy là cái mục tiêu, và hai cái mục tiêu của hai quỹ này là khác nhau ha. Và cập nhật luôn các anh chị là từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 theo luật mới á, luật mới thì doanh nghiệp bảo hiểm đang tạm dừng trích nộp từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Còn khi nào có quy định mới thì chúng ta lại cập nhật mới thêm ha. Thì có câu hỏi thi nên ta cũng cập nhật luôn cho anh chị. Được chưa ạ? Vậy là chúng ta đã đi hết các cái phần nội dung liên quan tới kiến thức thi rồi cả nhà. Rất là đơn giản đúng không? Rồi vậy xung quanh cái phần kiến thức, cái phần nội dung vừa rồi đang chia sẻ với các anh chị thì các anh chị có câu hỏi gì thêm không ạ? Hay còn băn khoăn, còn thắc mắc gì không? Thì chúng ta sẽ trước khi mà đi vào phần làm đề thi tổng hợp 40 câu thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một số câu hỏi liên quan tới phần nội dung thứ 12 này. Rồi đi vào câu hỏi luôn nha cả nhà. Cái phần 12 này thì như Giang nói là khá nhiều câu hỏi nha.
khá nhiều câu hỏi trong đề thi. Và chúng ta sẽ làm rõ một số câu hỏi hay gặp. Rồi đây là phần đại lý, phần cuối của cả nhà mình. Cố gắng lên xíu nữa thôi. Xong rồi ạ. Rồi các quy định khác ạ. Trong mục phần thứ 12 có 60 câu hỏi tất cả. Đầu tiên là liên quan tới các quy định chung về tài chính, về quản lý nhà nước ạ. Chúng ta có 23 câu. Các anh chị làm giúp cho Giang câu số 2 ạ. Câu số 2 bôi vàng đấy ạ. Theo luật kinh doanh bảo hiểm phát biểu nào sau đây đúng ạ? A, B, C hay là D ạ? Rồi anh Thái Sơn chọn đáp án A. Các anh chị khác? Câu này ngay phần đầu phần 12 Giang đã nói rất là kỹ đúng không ạ? Anh chị chọn đáp án nào? Rồi chị Ngọc Nữ cũng chọn đáp án A. Rồi với câu hỏi này thì ngay từ đầu Giang đã lưu ý với các anh chị rồi đúng không ạ? Luật kinh doanh bảo hiểm thì sẽ không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại hình bảo hiểm khác do nhà nước thực hiện mang không mang tính chất kinh doanh. Thì cái này là mình đúng mang tính tên gọi của nó là gì ạ? Luật kinh doanh bảo hiểm, nghĩa là cái gì mà liên quan đến kinh doanh thì quy định, mà không thì sẽ không nằm trong phạm vi điều chỉnh đúng không ạ? Cảm ơn anh chị. Câu 2 là đáp án A nha. Mình tiếp theo xem còn câu số 6 ạ. Rồi cái này hỏi lại thôi xem các anh chị còn nhớ không. Câu số 6 là theo luật kinh doanh bảo hiểm, cơ quan chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm là cơ quan nào? Rồi câu này nhanh của các anh chị trả lời rất nhanh ạ. Câu này đi thi thì chắc chắn là không sai nha cả nhà mình. Không thể sai được câu này nha. À đúng rồi, Bộ Tài chính ạ. Cứ thấy cơ quan nào mà nói tới kinh doanh bảo hiểm là chắc chắn là Bộ Tài chính rồi. Câu tiếp theo, câu số 8. Câu số 8 này là câu chưa đề cập tới đấy ạ. Chúng ta thử đoán xem đáp án nào ạ. Theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm, các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ phải được nào, phải được cơ quan nào phê chuẩn hay là phải đăng ký hay như nào ạ? Anh chị chọn đáp án nào? Rồi các anh chị chọn đáp án A đúng không ạ? Lý do tại sao lại chọn đáp án A? Cái từ khóa nào để giúp chúng ta nhận biết được đáp án A là đáp án chính xác ạ? Anh Thái Sơn vừa nãy chọn rồi mà. Anh gõ lại đúng không? Từ khóa nào giúp chúng ta nhận biết và chắc chắn đây là đáp án đúng ạ? Từ khóa nào cả nhà? Nó là cái gì ạ? Chắc chắn là cơ quan mà chịu trách nhiệm trước chính phủ về về kinh doanh bảo hiểm, đó là Bộ Tài chính đúng rồi. Thì Bộ Tài chính ở đây là mình nhận biết đầu tiên. Nhưng mà Bộ Tài chính ở dưới này cũng có đấy cả nhà. Cái này cũng có Bộ Tài chính đấy ạ. Đây là cái câu này cũng có Bộ Tài chính. Nhưng mà ở đây là chỉ là đăng ký thôi, doanh nghiệp đăng ký thôi mà chưa có chấp thuận đúng không ạ? Thì nó không chặt chẽ. Nên là trên này là gì ạ? Đăng ký thì đăng ký tôi không biết, nhưng mà phải được chấp thuận. Thì chấp thuận mới là cơ sở. Nên là cái từ nữa là từ chấp thuận ha. Nên các anh chị thấy ở dưới này là đăng ký này, B là đăng ký này, D cũng là đăng ký, C thì hiệp hội thì mình bỏ qua luôn rồi, đúng không ạ? Rồi rất là tuyệt vời. Câu tiếp theo. Câu số 14 ạ. Câu 14 này dễ quá đúng không ạ? Cái này không học cũng trả lời được ạ. À có. Rồi câu này dễ quá đúng không ạ?
Doanh nghiệp bảo hiểm có phải chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước không? Thì đương nhiên rồi đúng không ạ? Doanh nghiệp ký hợp đồng với đại lý bảo hiểm thì đại lý bảo hiểm hoạt động như thế nào thì doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải kiểm soát và cũng phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan nhà nước, đúng rồi ạ. Tiếp theo câu số 15. Rồi, câu số 15 này ai nhớ câu số 15 này mới giỏi này. Vừa nói xong thấy nhiều người giỏi quá, đáp án rất nhanh. Đúng rồi ạ. Câu này là nhiều nhiều anh chị tranh cãi lắm này các anh chị. Tại vì đọc A, B, C thì đều thấy là hành vi nào cũng không có đúng ạ, đúng không ạ? Cấu kết này rồi là can thiệp trái pháp luật, lợi dụng chức quyền. Thế nhưng mà Giang có giải thích ngay từ cái phần nội dung kiến thức rồi. Nó là quy định ở trong luật đó cả nhà, nội dung quy định ở trong luật kinh doanh bảo hiểm. Thì chỉ có một cái điều đó là nghiêm cấm thì nó ghi rất là rõ điều số 4 ạ, D là đe dọa cưỡng ép giao kết hợp đồng bảo hiểm. Thì nằm quy định trong luật và đây là họ hỏi là hỏi theo luật kinh doanh bảo hiểm, đúng không ạ? Nên là những cái kia là nó trái đạo đức hoạt động kinh doanh thôi, chứ không phải là cái điều ở trong luật kinh doanh bảo hiểm. Nên là chúng ta sẽ nhớ cái này nha. Câu 15 là D ạ. Câu 18 thì định nghĩa về các anh chị đọc lại nha. Rồi mình có một câu liên quan tới hình thức phân phối bảo hiểm. Câu số 3 đấy ạ. Anh chị đọc câu số 3, các anh chị cho đáp án câu số 3 nào. Theo luật kinh doanh bảo hiểm, đối tượng nào dưới đây không được thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam ạ? Câu này đáng nghĩa ra phải trả lời nhanh chứ cả nhà. Trả lời nhanh câu này mới đúng chứ ạ. Sao đắn đo vậy ạ? Cứ nhìn thấy cái chữ gì ạ? Văn phòng đại diện đúng không ạ? Văn phòng đại diện của cái gì đi chăng nữa thì nhiệm vụ cũng chỉ là xúc tiến thương mại thôi chứ không kinh doanh bảo hiểm. Nên là ở đây mình mạnh dạn lên đúng không ạ? Mạnh dạn chọn đáp án là đáp án C đúng không cả nhà? C là đáp án đúng ạ. Rồi một câu nữa, câu số 6. Theo luật kinh doanh bảo hiểm, chọn phương án đúng về các hình thức cung cấp sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm. Các anh chị có nhớ cái hình vừa rồi mình có các loại hình nào không ạ? Các hình thức cung cấp. Đúng rồi, tất cả các phương án trên, cả trực tiếp, cả thông qua đại lý, môi giới và thông qua giao dịch điện tử. Đúng rồi ạ. Rồi phần này chứng tỏ cũng dễ đúng không cả nhà? Câu số 9 đấy ạ. Rồi mình làm nốt câu số 9 rồi mình sẽ làm đề tổng hợp ha. Theo luật kinh doanh bảo hiểm, phát biểu nào sau đây đúng ạ? A, B, C hay là D ạ? Rồi chị Thúy Kiều chọn đáp án A đúng không? Rồi câu này cả nhà mình đã được nhắc hai lần, sáng cũng nhắc một lần, xà chiều nhắc lần rồi đúng không? Cái này là quy định phích cứng ở trong luật nên là không có đăng ký với Bộ Tài chính, không có ngoại lệ đúng không? Nên là với câu này thì các anh chị chọn A là hoàn toàn chính xác rồi. Đó. Được chưa ạ? Rồi doanh nghiệp nhân thọ thì chỉ được phép nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe thôi, không đăng ký thêm. Rồi, về nhà các anh chị xem thêm, hiểu để các anh chị sẽ chụp lên trên nhóm ạ, Giang sẽ giải đáp thêm cho các anh chị. Rồi, vậy là thông qua 12 cái phần nội dung và cả ngày hôm nay thì cùng với thầy Thiệp cũng như là Giang đã hướng dẫn cho các anh chị. Thì không biết là các anh chị đã cảm thấy là mình dễ dàng hơn trong việc ôn tập chưa ạ? Bây giờ các anh chị để màn hình như này thì cũng không có nhìn thấy gương mặt của anh chị, không biết là các anh chị đang theo dõi và có cảm thấy là cái phần nội dung vừa rồi á, cả ngày hôm nay mình có gặt hái được nhiều cái những cái thông tin hữu ích cũng như là những cái phương pháp mà mình cảm thấy là mình ôn tập và tự tin thi hơn không ạ? Nếu anh chị nào mà cảm thấy là tự tin thi hơn thì cho Giang số 1 vào khung chat được không ạ? Rồi anh Thái Sơn.
vẫn tương tác rất nhanh luôn. Đúng anh chị khác. Không biết là ngày một ngày hôm nay mình dành thời gian mình ôn tập thì không biết là mình thấy tự tin hơn ngày hôm qua không ạ? À, dù là đang làm và vừa học nhưng mà vẫn thấy hiệu quả. Rồi cảm ơn chị Thảo Liễu ạ. À. Chị Thảo gì đó vì không biết, không để giấu nên sao không đọc đúng được. Ờ, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Ngày hôm nay các anh chị đã tham gia rất là nhiệt tình, và cho dù là vừa học vừa vừa làm nhưng mà các anh chị vẫn nhận được giá trị, thì thay mặt ekip đào tạo cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều, đúng không ạ? Mà bất cứ khó khăn gì thì các anh chị cứ nhắn lên trên nhóm, và Giang cũng như là các thầy cô ở bên Hanwha Life Việt Nam thì luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng với các anh chị ha. Tiếp theo ạ, thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 10 phút, sau đó thì chúng ta sẽ vào chúng ta làm thử ôn tập lại một lần nữa nha cả nhà. Ôn tập một lần nữa để chúng ta nhắc nhớ được cả 12 phần nội dung vừa rồi thông qua một cái đề gọi là đề thi tổng hợp 40 câu. Và đây là một trong những cái đề mà có thể nói rằng là sát, rất rất là sát với đề thi thực của chúng ta cả nhà. Nhưng các anh chị chỉ cần làm nhuần nhuyễn thôi, các anh chị vừa hiểu về nội dung kiến thức, chúng ta lại vừa nhớ đáp án nữa, và chúng ta tự tin chọn đáp án đúng, thì Giang tin chắc là không có cái lý do gì để mình thi không đạt, đúng không ạ? Rồi, chúc anh chị một cái phần nội dung tiếp theo chúng ta làm hiệu quả ha. Các anh chị nào mà tranh thủ được thì chúng ta tập trung ở phần nội dung còn lại ạ. Và cảm ơn các anh chị, chúng ta nghỉ đến 15 giờ 55 phút nha các anh chị, cho tròn ạ. 55 phút thì chúng ta quay trở lại làm đề ạ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Mới đã lên cùng bao ước mơ đẹp tươi, một ngày cho ta bao hân hoan tiếng ca tràn hòa khắp nơi. Yêu sao cuộc sống này hãy bên nhau cùng đắp xây, Hà Nội lại chắp cánh bay thêm tin vào tương lai tươi sáng. Chắp cánh những ước mơ hãy cùng lắng nghe lời trái tim, vững bước những bước chân một tương lai rực sáng đang chờ ta. Hà Nội Life luôn mỉm cười đem hạnh phúc đến muôn nơi, bên nhau ta đắp xây cho đời và hạnh phúc luôn trong tầm tay. Xung quanh đây rồi mất nhiệt huyết cho tôi bay cao hơn cả 9 tầng mây, chạm đến những điều tôi tưởng như là không thể. Bắc Trung Nam đâu cũng là nhà, anh nên ta chỉ cũng không pha vươn bụng ra khơi, dù có trong ba bão táp vẫn luôn vững tin vào mái nhà tên Hanwha. Chắp cánh những ước mơ hãy cùng lắng nghe lời trái tim, vững bước những bước chân một tương lai rực sáng đang chờ ta. Hanwha Life luôn mỉm cười đem hạnh phúc đến muôn nơi, bên nhau ta đắp xây cho đời và hạnh phúc luôn trong tầm tay. Gia đình nhỏ có gia đình to, trăm thứ phải lo cần cả thế giới, nhưng luôn hân hoan vì có Hanwha. Điểm tựa gia đình Hanwha, Hanwha mọi khó khăn mình băng qua, băng qua luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hanwha. Chớ lo âu không sao đâu, chớ lo âu không sao đâu, luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hanwha. Mới
trở thành sếp, biết bao việc lo, việc nhỏ đến to sức nào mà cân hết. Nhưng luôn hân hoan vì có hàn hòa, điểm tựa sức khỏe hàn hòa hàn hòa. Đồng nghiệp đồng lòng song pha song pha, luôn bên nhau luôn quan tâm, luôn bên nhau luôn quan tâm, luôn hân hoan hân hoan hân hoan với hàn hòa. Chớ lo âu không sao đâu, chớ lo âu không sao đâu, luôn hân hoan hân hoan hân hoan với hàn hòa. Này này lên chiếc bà, gánh vác chiếu bài thêm cả tương lai. Nhưng luôn luôn hân hoan vì có hàn hòa, điểm tựa tài chính hàn hòa hàn hòa. Nhà mình thêm người cùng cười ha ha. Luôn bên nhau luôn quan tâm, luôn bên nhau luôn quan tâm, luôn hân hoan hân hoan hân hoan với hàn hòa. Chớ lo âu không sao đâu, chớ lo âu không sao đâu, luôn hân hoan hân hoan hân hoan với hàn hòa. Cuộc sống vất vả đừng lo, không có ai hỏi han quá, ở đây có điểm tựa, cần gì thì mình cứ hỏi hàn hòa. Trải nghiệm cuộc sống luôn hân hoan trong mọi khoảnh khắc, luôn hân hoan từ bình minh cho tới tan ca, luôn hân hoan vì có hàn hòa. Luôn hân hoan hân hoan hân hoan với hàn hòa, luôn hân hoan hân hoan hân hoan với hàn hòa, luôn hân hoan với Hàn Hòa Life, bảo hiểm nhân thọ từ Hàn Quốc. Nắng lên cùng bao ước mơ đẹp tươi, đẹp tươi. Một ngày bao hân hoan, tiếng ca vui tràn hòa khắp nơi. Ta yêu sao cuộc sống này, hãy bên nhau cùng đắp say. Hàn Hòa Life sông cánh bay, cho một ngày mai tươi sáng. Ngày mai tươi sáng, ngày mai tươi sáng. Ước mơ này hãy lắng nghe lời trái tim, thắp sáng những hy vọng, một tương lai rực rỡ đang chờ ta. Hàn Hòa Life luôn mỉm cười, gắn kết bao niềm vui. Ta bên nhau đắp xây đời, một ngày tươi sáng hạnh phúc trong tầm tay. Tràn hòa khắp nơi. Ta yêu sao cuộc sống này, hãy bên nhau cùng đắp xây. Hàn Hòa Life dòng cánh bay, cho một ngày mai tươi sáng. Ngày mai tươi sáng, ngày mai tươi sáng. Trong cánh ước mơ này, hãy lắng nghe lời trái tim, thắp sáng những hy vọng, một tương lai rực rỡ đang chờ ta. Hàn Hòa Life luôn mỉm cười, gắn kết bao niềm vui. Ta bên nhau đắp xây đời, một ngày tươi sáng hạnh phúc trong tầm tay. Chắp cánh ước mơ này, hãy lắng nghe lời trái tim, thắp sáng những hy vọng, một tương lai rực rỡ đang chờ ta. Hàn Hòa Life luôn mỉm cười, gắn kết bao niềm vui. Ta bên nhau đắp xây đời, một ngày tươi sáng hạnh phúc trong tầm tay.
Xin chào các anh chị cán bộ nhân viên của Kiên Long Bang. Chúng ta đúng 3 giờ 55 phút là đúng 10 phút giải lao. Và chúng ta sẽ làm việc với nhau cùng một trong khoảng một tiếng nữa thôi. Thì chúng ta có thể kết thúc ngày làm việc ngày hôm nay. Cho thì hỏi là trong phần lớn thời gian của ngày hôm nay thì chúng ta được nghe hai chuyên viên cá nhân tôi và cô Giang. Thì các anh chị thấy thế nào? Có áp lực lắm không? Có căng thẳng lắm không? Nào, anh chị nào có thể gõ vào cái số chat hoặc là bật mic lên chia sẻ cái cảm nhận của anh chị sau một gần một ngày làm việc ạ. Có áp lực không ạ? Có căng thẳng không ạ? Cái mục đích của chúng ta là chúng tôi không tạo ra áp lực, chúng tôi còn phải giải tỏa áp lực cho các anh chị nữa. Bởi vì tôi biết là bên đó các anh chị nhân viên và cán bộ của Kiên Long Bang cũng đã rất nỗ lực, rất cố gắng, nhưng mà cũng rất là lo lắng về cái kết quả thi với Bộ Tài chính. Và về phía chúng tôi cũng liên tục cải tiến cái phương pháp ôn tập và các phương tiện. Ví dụ như cái hình thức ôn tập làm bài thi thử trên QG cũng là một trong những cái sáng kiến, trong những cái kênh để giúp cho chúng ta, các anh chị, vừa ôn tập cũng có kiến thức, vừa để chúng ta quen với cái dạng thi trắc nghiệm trên hệ thống của Bộ Tài chính. Tuy nhiên cái phần bài thi thử ngay sau đây thì chúng ta lại không vào cái giao diện giống như là QG mà một số anh chị đã làm bài tập, mà cái bài thi thử này là chúng tôi lấy một cái đề ngẫu nhiên trong của Bộ Tài chính trong thời gian gần đây để chúng ta chọn ra để chúng ta trắc nghiệm về kiến thức. Có nghĩa là cái trình chiếu ngay sau đây nó không phải là trên như là cái giao diện trên trực tuyến như là QG, mà nó là một cái file Word. Nó hiện ra 40 câu hỏi theo trình tự từ 1 cho đến 40. Và việc của các anh chị là chúng ta trả lời. Sau đó thì sẽ gửi lại 40 câu này để các anh chị tự nhìn xem lại mình câu nào mình trả lời chưa chính xác và những cái câu đó họ hỏi cái gì mà mình bị sai. Các anh chị rõ chưa? Nghĩa là bây giờ Thiệp chiếu lên 40 câu lần lượt từ 1 đến 40, chúng ta cứ trả lời thôi. Và Thiệp cũng nói luôn là chúng ta mỗi một câu 30 giây, có nghĩa là nửa phút. Thực tế là chúng tôi muốn các anh chị đẩy cái tốc độ đọc tăng nhanh hơn. Trên thực tế chúng ta đi thi trên Bộ Tài chính thì 40 câu trong thời gian lượng là 60 phút thì tương đương với là 90 giây, bình quân là 90 giây, là 1 phút rưỡi cho một câu. Nhưng mà thì chỉ cần trong cái bài thi thử này chúng ta làm cứ bình quân mỗi câu là 30 giây, nghĩa là để đồng hồ cứ 30 giây là thì chuyển sang câu khác. Tuy nhiên thì có thể nó hiện ra câu khác nhưng mà cái câu trước đó vẫn còn, nếu có gì chưa kịp chúng ta vẫn cứ làm. Nhưng mà khi nó lỡ mình nó trôi qua cái câu đó chưa được kịp làm thì không cần phải tính. Như vậy bây giờ trước khi chúng ta thì mở 40 câu trong cái bài thi thử thì các anh chị sẽ viết xuống trong cái tờ giấy hay là cái tập vở ghi của mình từ 1 đến 40. Và để cho tránh cái trường hợp mà chúng ta ghi nó dài lòng thòng á thì các anh chị cứ ghi 10 câu cái mình sang cột tiếp theo. Như vậy là mình viết mình từ 1 đến 40 mình sẽ viết 4 cột. Thì để nó không bị có bị dài lòng thòng nha. Rồi anh chị viết xuống từ 1 đến 40 đi ạ. Trước khi thì khi nào các anh chị viết xong rồi thì chúng ta gõ vào chữ là đã xong. Gõ vào cửa sổ chat á. Khung chat là đã xong. Thì Thiệp sẽ mở câu hỏi để các anh chị bắt đầu làm bài thi thử.
Rồi, cảm ơn Nguyên Kiên Long bằng chấm cơm. Có mới có một thành viên xong thôi, những thành viên còn lại trong cả hồi sáng giờ và đến chiều thì tới khoảng 5 đến 6 anh chị rất là tương tác là tích cực, gần như là xuất hiện trên khung chat liên tục. Thì giờ thì muốn những anh chị đó vẫn tiếp tục duy trì cái tinh thần đấy, và những anh chị khác mà nếu có tham gia cái phần này thì sẽ chắc chắn sẽ tốt hơn. Rồi Bích Ngọc, như vậy là 5 rồi nè, 1, 2, 3, 4, 4 thành viên đã xong. Và bây giờ thì Thiệp sẽ chia sẻ màn hình với cái đề thi thử nhá. Và chúng ta bắt đầu làm. Nó bự ha, nó bự cho nên dễ nhìn. Rồi, bắt đầu tính thời gian nha. Chúng ta làm bằng cách ghi xuống tập của mình là câu số 1 thì đáp án A, B, C, D. Chúng ta chỉ cần ghi chữ A, chữ B, chữ C, chữ D thì đó thôi. Giống như chúng ta trả lời trên cái số chat trong cái phần câu hỏi ôn tập trong suốt cái thời gian mà chúng ta ôn tập. Cứ hết 30 giây là Thiệp chuyển sang câu tiếp theo.
Chúng ta đi được một nửa đề rồi, đến câu 20. Tiếp tục.
Rồi, đã hết thời gian để chúng ta làm cái bài thi thử 40 câu. Chúng ta thả lỏng, hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ cho thoải mái trước khi chúng ta xem đáp án. Và sau khi chiếu cái đáp án thì các anh chị xem thử mình đúng được bao nhiêu trên 40 câu và cho thì biết cái kết quả đó trên cái sổ chat nha. Đây là đáp án của cái bài thi thử của mình vừa rồi. Chấm điểm xong thì gõ lên cái số chat để thì biết là anh chị đúng được bao nhiêu trên 40. Đây là lưu ý là chúng ta nhìn cái đáp án là theo hàng ngang nhé. Ví dụ như câu 1 là D này, câu 2 là D, câu 3 là A này. Đấy. Nhìn theo hàng ngang. À, các chị nhà chấm điểm cho mình xong chưa? Xem thử là đúng được bao nhiêu trên 40.
Rồi, chúc mừng Linh 33 trên 40, Minh Thu 35, Bích Ngọc 36, 32, Nun Kiên Long Bang là 32. Rồi, như vậy là với những cái kết quả mà các anh chị đã gửi lên á, thì thấy là mình không có ai là dưới 30 hết đâu, dưới 30 hết. Tuy nhiên, việc chúng ta cái mặc dù là thiệp để cái mỗi câu khoảng 30 giây hoặc là một số câu dài thì để hơn chút thì để cho chúng ta đẩy cái tốc độ đọc lên. Thực ra thì các bạn làm ở ngân hàng thì tôi biết là các bạn trẻ thì cũng đọc cũng nhanh thôi, nhưng mà chính vì lý do đó chúng ta không nên chủ quan trong cái việc mà trong lúc mà chúng ta sau này đi làm đi thi á, trên máy á, của công ty của Bộ Tài chính á, thì chúng ta đọc nhanh thì tốt nhưng mà cũng phải cẩn thận hơn, bởi vì chúng ta có 60 phút lận ha. Và thứ hai nữa thì khi làm bài ở trên Bộ Tài chính thì chúng ta không phải theo thứ tự là 1 đến 40, mà câu nào dễ chúng ta làm trước. Thế thì trong cái đề mà chúng ta vừa thi thử này nè, các anh chị có ai có bị sai câu 11 không? Câu 11 có bị sai, có ai, anh chị nào bị sai câu 11 không? Bởi vì câu 11 là cái câu chúng ta phải để ý một chút. Nó có một cái chi tiết này mà các anh chị nếu mà sai câu 11 thì chỉ ra tại sao câu 11 bị sai. Có không ạ? Có ai sai câu 11 không ạ? Rồi anh Sơn anh chọn câu 11 D là đúng, nhưng mà nếu mà như vậy là anh Sơn chọn D là đúng nha. À có chị 8 nè. À. Thôi bây giờ thì lưu ý câu 11 với câu 29 thôi. Vì có hai cái câu này mà rất nhiều chị tư vấn khi làm cái đề này bị nhầm, câu 11 và câu 29. Ok, Quế Anh là sai câu 11 nè. Thì câu 11 á là D. Bây giờ chúng ta xem lại câu 11 là gì đó. Chứ lúc nãy chiếu trên này chúng ta có thể anh Sơn lại trả lời đúng là câu 11 rồi đó. Nhưng mà câu 11 hỏi cái gì và những cái lựa chọn ABC đó là nó nói về cái gì mà mình bị nhầm, bị sai. Thì chiếu lại câu 11 và sau đó thì sẽ nói đến câu 29 ha. Cái lý do chúng ta cái cách ôn làm bài thi thử này thì để mình tự đánh giá, nhưng cũng đồng thời là mình xem thử là có một số câu mình bị sai á. Đó. Còn nếu ví dụ anh Sơn làm câu 11 chính xác thì đó là tuyệt vời rồi. Nhưng mà những anh chị mà bị sai thì mình phải biết tại sao nó sai. Mà nếu như làm như vậy thì sau này á, cái việc chúng ta thi á, gặp cái câu hỏi tương tự thì mình không có lo, mình không phải không bị nhầm nữa. À, thì đây là câu 11 nè, để chia sẻ màn hình này. Đây, câu 11 đây. Câu 11 người ta nói yêu cầu, người ta hỏi về đồng bảo hiểm. À, câu 11 người ta hỏi về đồng bảo hiểm. Thấy chưa? À, đồng bảo hiểm. Vậy thì liên quan đến kiến thức về đồng bảo hiểm, à, thì có lựa chọn A, B, C, D, E. Nhiều doanh nghiệp ấy cùng bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm và thể hiện trên một hợp đồng bảo hiểm. Cái này là chắc chắn đúng rồi nè. Một doanh nghiệp ấy đứng tên trên hợp đồng bảo hiểm, sau đó doanh nghiệp bảo hiểm này ký hợp đồng bảo hiểm với các doanh nghiệp bảo hiểm khác. Nghe có vẻ cũng đúng đó, đúng không? Các doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng phí bảo hiểm và có trách nhiệm. Hưởng phí thì đương nhiên là phải có trách nhiệm bồi thường rồi. Cái đây là cái lập luận này thì rất rõ rồi. À, và có trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ tham gia đồng bảo hiểm đã thỏa thuận cho hợp đồng bảo hiểm. Ví dụ ba doanh nghiệp hiểm cùng bảo hiểm cho một cái đối tượng, cái tỷ lệ bảo hiểm như là 50 25 25, như vậy thì hưởng cái phí cũng theo cái tỷ lệ đó, và cái sau này rủi ro xảy ra thì cái phải bồi thường cũng theo cái tỷ lệ là 50 25 25. À, như vậy cái C là quá rõ rồi. Cái A cũng khá rõ. Bây giờ như vậy thì ở đây có cái lựa chọn là AC đúng và E là ABC đúng. À, nhưng mà tại sao lại B không phải đúng nè? Bởi vì chúng ta chọn đáp án của câu 11 là D mà, là AC đúng. Như vậy thì có nghĩa là suy ra là B không đúng. Tại sao? Thì cái chi tiết này nè, cái chi tiết này nó khiến cho cái câu B không đúng các anh chị. Nếu chúng ta nắm vững rồi thì không có gì khó cả. Nhưng mà nếu chúng ta chưa nhớ được á, chưa nắm vững á, thì cái chi tiết này nó làm cho chúng ta, các anh chị tư vấn, chúng ta hay bị nhầm. Đây, cái chi tiết này đây. Đây, chúng ta nhìn lại nhé. Chúng ta nhìn lại này. Cái đồng bảo hiểm này là cái thứ ba đó.
Bây giờ hãy đọc đọc lại cái đồng bảo hiểm là cái thứ ba đi. Chúng ta sẽ biết là nguyên nhân vì sao mà mình có một số cái thứ ba là cái này đây. Thì ở đây các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp cùng bảo hiểm cho một đối tượng trên bảo hiểm trên một hợp đồng bảo hiểm thì cái đây rõ rồi nè. Các doanh nghiệp được nhận phí và có trách nhiệm, đúng rồi, là cái thứ ba đây nè, cái C này. Cái B nó sai là gì ở chỗ đây nè. Hợp đồng phải có tên doanh nghiệp đứng đầu và tỷ lệ đồng bảo hiểm của từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tên đứng đầu, có cái tên doanh nghiệp đứng đầu thôi chứ không phải doanh nghiệp này ký. Sau rồi rồi doanh nghiệp A đó đi ký lại và đi ký tiếp với doanh nghiệp B, doanh nghiệp C, doanh nghiệp D. Thì nghĩa là đồng bảo hiểm là cùng một lúc ba doanh nghiệp bảo hiểm cho một một cái đối tượng và ký cái hợp đồng đó, trong cái hợp đồng đó có ba cái tên doanh nghiệp bảo hiểm. Phân biệt chưa? Và hiểu là tại sao cái chỗ này là mình chưa chính xác không? Cái chuyện như không phải là chưa chính xác mà là tại sao là B là không 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 đúng. Đó là câu 11. Hy vọng là trong cái bài thi sắp tới mà gặp trong cái câu hỏi như là có cái nội dung như câu số 11 mà xuất hiện trong đề của chị thì hy vọng là chúng ta không bị sai câu này. Bây giờ đến nói đến câu 29 này. Câu 29 là tại có anh chị nào bị sai câu 29 không? Bởi vì câu 29 là đáp án là C cho thì nếu mà anh chị nào có bị nhầm hay là sai câu 29 thì mình xem cái nguyên nhân câu 29 tại sao sai. Đây là nội dung câu 29 đây. Theo luật kinh doanh bảo hiểm, thì chia sẻ màn hình đó. Đây câu 29 đây nha. Theo luật kinh doanh bảo hiểm, phát biểu nào sau đây đúng nhất? Thì cái này chỉ có ABC thôi, không có D. Thứ nhất, doanh nghiệp hiểm nhân thọ được phép kinh doanh bảo hiểm sức khỏe. Thì cái này chúng ta kiến thức này là nó rất rõ rồi nè. Chúng ta đã nhớ cái cơ bản trước nè. Doanh nghiệp nhân thọ đương nhiên là được kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Doanh nghiệp phi nhân thọ cũng được kinh doanh bảo hiểm sức khỏe. Như vậy là kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và cả hai doanh nghiệp này không được kinh doanh chéo nhau, nghĩa là nhân thọ thì là cả kinh doanh cả nhân thọ và phi nhân thọ. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thì không được phép kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và ngược lại, nhưng cả doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều được phép kinh doanh bảo hiểm sức khỏe. Như vậy thì cái ý A này là đúng rồi, là kinh doanh sức khỏe là đúng rồi. Ý B là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không được phép kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, cái này đến đây cũng đúng rồi. Bây giờ là phi nhân thọ là mà đây là kinh doanh nhân thọ là không được rồi, đúng không? Nhưng mà đây là đúng. Thì cái tới đây rồi chúng ta lưu ý những anh chị nào mà máy móc ấy, thì thấy ý B cũng đúng đến 1/2 thì suy ra cái ý ý còn lại này là vẫn là đúng. Còn nếu chúng ta căn gọi là để biết rõ hơn cho chính xác hơn là bảo đây và bảo hiểm sức khỏe đấy. Thì phi nhân thọ kinh doanh không được phép kinh doanh nhân thọ, nghĩa là họ được phép kinh doanh phi nhân thọ là đương nhiên rồi, và bảo hiểm sức khỏe. Bảo hiểm sức khỏe được chưa? Như vậy là chúng ta đã còn cái phần là trừ các sản phẩm bảo hiểm rủi ro cho rủi ro có thời hạn từ 1 năm trở xuống thì cái này á, cái này sáng nay cô Giang có giải thích rồi. Thì bảo hiểm ra tai nó lại mất, anh chị chờ xíu nó bị đơ. Các cái chế độ share rồi được rồi thì chia sẻ lại màn hình. Thì có doanh nghiệp phi nhân thọ họ đương nhiên là họ được kinh doanh cả các cái sản phẩm về tử vong, về sức khỏe, và những cái sản phẩm bổ sung, những sản phẩm tử vong sức khỏe thì phần lớn là thời hạn 1 năm. Thời hạn 1 năm ở đây nó thời hạn 1 năm trở xuống đây thì có thể là 1 năm, có thể 6 tháng, vân vân. Thì đấy là cái câu 29. Thế thì chúng ta có cái phân tích cái lập luận như vậy để chúng ta nhớ, và có tương tự như vậy những câu khác thì cũng có một số câu tôi để 30 giây trong thực tế. Một số anh chị nếu mà thật sự mình học và tập ôn tập tập trung ngày hôm nay đó thì có khi chúng ta 10 giây thôi thì chúng ta cũng có thể trả lời được câu, đưa ra câu trả lời chính xác. Tôi ví dụ như câu 30 này: hoa hồng đại lý
hoa hồng đại lý bảo hiểm được trả cho đối tượng nào dưới đây? Thì câu này các anh chị chỉ cần vừa đọc xong cái câu 30 và đọc 4 cái lựa chọn ABCD thì chúng ta biết câu trả lời nó nằm ở đâu rồi. Chứ không cần phải suy nghĩ, không cần vò đầu bứt tóc gì hết. Đúng không nào? Cho nên có những câu á, khi chúng ta làm bài thi thực tế đó, có những câu mà như thế, chẳng hạn như câu 30 này, đọc thì có nghĩa là chắc chắn chúng ta có điểm rồi. Chắc chắn là đúng rồi. Thì mình làm luôn, làm ngay những cái câu như thế này. Chứ đừng có để làm những cái câu như câu 11, câu 29 mất thời gian. Mình làm trước rồi đến cái khúc lúc còn ít thời gian quá mình làm những cái câu như thế này thì nó lại không kịp mà. Hoặc có khi là không làm hết thì nó rất là uổng, rất là phí. Và đây là những câu mà chúng ta chắc chắn là mình lấy được điểm thì làm trước. Cho nên trong cái đề thi trên hệ thống của Bộ Tài chính thì chúng ta không phải từ câu 1 đến câu 40 như cái file Word mà thiệp mở. Thiệp nhắc lại là như vậy. Các chị nắm được chưa? Rồi, cho thiệp bảo là đến đây thì các anh chị có câu hỏi nào, có cái chia sẻ nào để tôi và cô Phương Giang còn có thể ghi nốt lại để mà hỗ trợ tiếp. Và nếu chúng ta không có câu hỏi gì thì trên cái nhóm Zalo của các cái nhóm Zalo mà cô Giang và cô các ekip đào tạo Hình Online Việt Nam đang hỗ trợ các chị thì chúng ta hoàn toàn có thể gửi lên những cái thắc mắc ở trên đó nhé. Rồi bây giờ thì cho phép thiệp khép lại cái ngày làm việc hôm nay. Một lần nữa xin thay mặt cho ekip đào tạo Hình Online Việt Nam cảm ơn sự tham gia nhiệt tình rất là tuyệt vời của một số anh chị cán bộ và nhân viên của việc vượt cục Thiên Long Bank. Và đặc biệt hơn, chúng tôi đánh giá rất cao và rất đánh giá, và thật sự là có lời khen lời ngợi anh Thái Sơn, người rất là tích cực, và một số anh chị cũng tham gia rất là tương tác, tham gia ôn tập rất là tích cực, rất là tập trung. Và chúc cho tất cả các anh chị có được sức khỏe tốt, và chúng ta những anh chị nào chưa thi trong những đợt thi vừa rồi thì trong những ngày tới các anh chị hãy nỗ lực thêm để hoàn thành vượt qua được cái kỳ thi của Bộ Tài chính. Với những anh chị nào mà trong cái kỳ thi vừa rồi mình chưa có kết quả đạt, thi rồi mà chưa có kết quả chưa đạt thì cũng mà có tham gia ôn tập ngày hôm nay thì cũng sẽ làm thêm, ôn tập thêm, làm lại những cái điều, cái bài thi thử trên QG, và có được cái kết quả thi lại ở tháng sau có kết quả đạt. Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cái chương trình đào tạo sau này. Xin chào. Mẹ con có ba người. Mẹ, con và ba. Ba con làm việc vất vả vì gia đình mình. Ba bồng con đi ngủ mỗi đêm. Đây là món quà ba mới tặng con. Hôm nay con đạt huy chương vì có mẹ cổ vũ. Huy chương này cho ba. Cuộc sống vốn không lường trước được điều gì. Lâu lắm rồi ba mới ăn sáng với mẹ và con. Cả nhà mình cùng ở bên nhau như những gia đình khác. Không đi được nên ba không thể bồng con nữa. Nhưng bây giờ hai ba con có thể đi ngủ cùng nhau. Bây giờ ba với con là một đội, vui cùng nhau. Nhưng con muốn ba chơi với con.
vui lắm, vì giờ ba sẽ chơi với con nhiều hơn. Đừng chờ đến khi quá muộn để quan tâm đến gia đình mình, vì điều quý báu nhất trên cuộc đời đang ở cạnh bên. Hanwha Life, gia đình là cuộc sống.